thế, kết quả phát hiện tổn thương không nhẹ, không khỏi nhíu mày. Nghiêu hữu đạo thì hơi cảnh giác, phát hiện pháp lực của Long Hưu đột nhiên đánh vào đan điền khí hải của mình kiểm tra. Điều này thực sự khiến hắn hơi căng thẳng, đoán chừng đối phương cũng đã nhận ra độ tinh thuần trong chân khí của mình không bình thường nên muốn dò xét tu vi cảnh giới của hắn. May là pháp lực của đối phương không phát hiện ra điều gì khác thường nên lập tức thu về, Nghiêu hữu đạo không khỏi âm thầm than may mắn, bởi vì hắn tu luyện càn khôn quyết, pháp môn ở trong hai mạch nhâm đốc chứ không có trong khí hải đan điền. Đặt tay hắn xuống, Long Hưu trầm giọng nói, đồ đệ dịch thư kia của ta đánh sao? Đã biết còn cố hỏi à, người không biết thì có thể chạy tới đây sao? Như hữu đạo oán thầm không thôi, trên mặt cười khổ nói, vâng, ta cũng không ngờ nàng ấy đột nhiên ra tay, dưới khoảng cách gần không kịp phòng ngự, bị đánh trở tay không kịp. May bên cạnh ta luôn có hộ vệ, kịp thời cứu ta, ngăn cản dịch thư cô nương hạ sát thủ nếu không cái mạng này của ta tránh được độc thủ của triều đình chứ không tránh được tay ngọc của dịch thư cô nương long hưu hỏi ngược lại một câu trách ai ta như hữu đạo nhìn ra ngoài cửa sổ thấp giọng nói cung chủ lúc đầu người long hưu đưa tay cản chuyện của người trẻ tuổi các ngươi không liên quan đến ta ngươi theo đuổi nàng ta cũng mặc kệ có điều cần phải nóng nảy như vậy không có phải ngươi tái máy tay chân với nàng không nhưu hữu đạo kiên quyết phủ nhận cung chủ người cho ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám động tay động chân với nàng ấy long hưu nghĩ cũng đúng lão cảm thấy không thể dám phi lễ với đồ đệ lão muốn chết thì còn tạm được có điều nghiêu hữu đạo cũng không phủ nhận mãi tiếp tục nói khi nói chuyện chỉ đứng hơi gần nàng ấy một chút nàng ấy thấy ở đây có một căn nhà hỏi ta đây là đâu lúc ta chỉ tay trả lời tay có vô tình đụng vào nàng ấy một chút kết quả cung chủ sao ta cứ cảm thấy dịch thư cô nương có ý kiến với ta động một chút là tức giận với ta ta cũng mới chỉ gặp nàng có vài lần, ngay cả nói chuyện cũng chẳng nói được vài câu, hình như cũng chưa từng đắc tội nàng ấy mà. Người xem, hơi chọc nàng ấy không vui một chút đã trực tiếp hạ độc thủ với ta, quả thực là khó lòng phòng bị, không bị nàng đánh chết thì cũng suýt nữa bị nàng ấy dọa chết rồi. Long hưu nhíu mày, việc này lão đã sớm nhận ra, đồ đề kia của lão dường như có thành kiến gì đó với nghiêu hữu đạo. Nhưng có thể làm được gì chứ? Cuối cùng lão cũng không còn hứng thú tiếp tục ở lại Mao Lư Sơn Trang nữa, không không muốn để dịch thư đi xin lỗi nghiêu hữu đạo cứ thế mà bỏ đi nghiêu hữu đạo có thương tích trong người cũng không tiến đưa nữa trên thực tế long hưu vừa rời khỏi lưu tiên tông nghiêu hữu đạo lập tức trốn đi rồi lúc vừa có thương tích trong người đối mặt với long hưu hắn luôn duy trì cảnh giác cao độ long hưu vừa đi sợ có chuyện bất ngờ xảy ra hắn nhanh chóng di chuyển không trở về mao lưu sơn trang nữa mà đi địa đạo được bố trí quân phòng thủ dày đặc như mạng nhện không để quá nhiều người biết chỗ hắn đi chỉ có một mình quản phương nghi rời đi cùng hắn. Bị cuốn vào trận phong vân thiên hạ này, có rất nhiều chuyện không thể không cẩn thận khắp nơi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ vạn kiếp bất phục. Vào địa đạo, ngồi trong tầng hầm chứa binh khí một chút, quản phương nghi đỡ nghiêu hữu đạo ngồi xuống, lấy một viên thiên tế đan ra, hỏi, giờ có thể uống thuốc rồi chứ? Giá của thiên tế đan không hề rẻ, nghiêu hữu đạo hơi bất ngờ, khoát tay nói, chút tổn thương này không cần dùng thuốc tốt như vậy. Lão nương không muốn bồi người ở dưới cái địa đạo này, ngạt chết mất khỏe sớm ra ngoài sớm quản phương nhi một tay bóp miệng hắn cưỡng ép hắn nuốt viên đan dược trong miệng sau khi buông tay ra phát hiện ánh mắt nghiêu hữu đạo nhìn mình là lạ bà lập tức phất tay thu nguyệt điệp lại tầng hầm lập tức rơi vào bóng đêm tĩnh nghịch có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau nghiêu hữu đạo im lặng đang định điều tức luyện hóa đan dược trong bụng giọng nói khe khẽ của quản phương nghi vang lên ngươi thì hay rồi mông của một cô nương trẻ ngươi đã được lợi dụng ta còn phải tốn tiền mua thuốc cho ngươi nhớ cho kỹ đó tiền thiên tế đan sẽ ghi vào sổ ngươi nợ ta nghiêu hữu đạo buông tiếng thở dài trong bóng đêm bà và viên phương đúng là một cặp trời sinh phi bớt so ta với hắn đi ngay cả sách giày cho lão nương hắn cũng không xứng ngươi còn không biết sao lúc trước long hưu vừa đến lão hùng đó phát hiện tình hình không đúng lập tức cuốn một mớ đồ đạc mang theo đám hòa thượng chuồn đi từ cửa sau định chạy trốn kết quả bị đại quân bao vây chặn lại nên mới không trốn được ngươi định xử trí hắn như thế nào đây việc này quản phương nghi nghe thấy sau khi chuyện xảy ra giờ bà càng lúc càng hiểu rõ vì sao viên cương kia không ra tay thì thôi một khi ra tay liền đánh đập viên phương tàn nhẫn đúng là quá đê tiện ngay cả bà nhìn thấy còn muốn động thủ nghiêu hữu đạo ai có gì mà xử trí hay không xử trí hắn là người tự do hắn muốn đi có thể đi bất cứ lúc nào cũng giống như bà nếu một ngày nào đó bà muốn rời đi ta tuyệt đối cũng không ngăn cản bà nếu như ngay cả người bên cạnh cũng không muốn ở bên cạnh ta thì đó không phải lỗi của các người, chắc chắn đều là lỗi của ta. chương 899, ta không bằng hắn. hai Quản Phương Nghi im lặng một lúc, bỗng buồn bã nói trong bóng đêm, người cũng ác lắm, vì chút chuyện như vậy mà nhẫn tâm để người ta làm mình bị thương như thế này. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, có bối cảnh tiêu giao cung cũng chưa chắc là chuyện xấu, cưới dịch thư, có thể được tiêu giao cung tương trợ, con đường phía trước có lẽ dễ đi hơn rất nhiều, Nhiêu Hữu Đạo, dễ đi sao? Tiêu giao cùng chỉ là một trong ba phái lớn, đứng vào đội này chưa chắc đã là chuyện tốt, đưa ra quyết định không dứt khoát nhiều lúc sẽ có hậu quả khôn lường. Quản Phương Nghi không biết rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, hắn đã nói vậy, chắc hẳn có tính toán của hắn, lòng của người này nghĩ cao thâm mà chắc, mình cũng không thể lý giải hết được, có điều vẫn tò mò, nhân cơ hội này hỏi rõ, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào mới lọt được vào mắt ngươi, hẳn ngươi không định cả đời không thành thân thật đấy chứ? Nhiều hữu đạo như than nhẹ, giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, vãng lai không khổ, thế gian không ngã, bớt một phần ràng buộc sẽ thêm phần thong dong thôi. Làm gì có pháp nhãn nào phân rõ nhan sắc, thân bất do kỹ, chỉ có thể khắc chế bản thân thôi. Thiệu bình ba giết em trai, giết mẹ không phải cũng vậy sao? Quản phương nghi như suy nghĩ gì đó, những tình huống như thế này đúng là kể ra phần lớn người trong giới tu hành đều như vậy, rất nhiều người tu hành cả đời không lập gia đình, không phải là vì không muốn bị ràng buộc sao? có điều thằng nhãi bên cạnh làm hơi quyết tuyệt quá, hình như chưa từng gần nữ sắc, định lực này đâu giống những người trẻ tuổi có thể có, thậm chí nàng nghi ngờ không biết có phải bị đám hòa thượng kia lây nhiễm không. Trong im lặng, Nghiêu Hữu Đạo khoanh chân ngồi tính tỏa chữa thương. Trong bóng tối cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong địa đạo trống rỗng lờ mờ truyền đến tiếng bước chân, quản phương nghi cảnh giác, chậm rãi đứng dậy. Nghiêu Hữu Đạo lãnh đạm nói, "Hầu tử." Quản phương nghi quay đầu lại trong bóng tối, không biết hắn dựa vào đâu mà kết luận là Viên Cương. Chờ một chút, trong thông đạo ngoài phòng có ánh lửa đến gần, đợi bó đuốc chói mắt đến cửa hàng, viên cương cơ thể cao lớn đang cầm bó đuốc chiếu sáng, đằng sau vác tam hống đao. Viên cương đi đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, nhìn vết máu trên người Ngưu Hữu Đạo một chút, trong mắt lộ ra hàn ý, nghe nói dịch thư kia đã thương người. Ngưu Hữu Đạo đang nhắm mắt từ từ nói, không cần ngươi nhiều chuyện, ta không cho nàng làm tổn thương ta, nàng sẽ không thể làm thương tổn ta được, việc này ta tự có chừng mực lúc này phải luôn chú ý đến thế cục Nam Châu và Định Châu, hai người các ngươi đều phải có một người ở lại giữ nhà, không thể rời đi hết được, về đi. Hai chữ cuối cùng có ý trách mắng, viên cương không nói nhiều, quay người đi ra, ánh lửa xa dần rời khỏi thông đạo. Quản phương nghi quay đầu lại đã thấy một vùng tối tăm, không còn thấy rõ bóng như hữu đạo. Tuyết rơi, ngoài trời tuyết minh mông phủ đầy mặt đất. Ba mặt của hiên các buông rèm, một mặt vén lên một nửa, thiệu bình ba ăn mặc nho nhã, đứng dưới tấm rèm trúc vén lên một nửa, xuất thần nhìn lớp băng phủ đầy bông tuyết trên mặt hồ, mấy cành cây giả nhánh sen tàn nổi bật giữa tuyết trắng. Đào lược tổng quản đại núi Tấn Quốc xuất hiện ở cửa, hai tay nâng rèm trúc lên, nhưng cho người vào, chính là Thái Thúc Hùng Tấn Hoàng, cả người mặc áo lông màu đen. Trong bốn góc hiên các đều có chậu than, hai tín sứ của Hắc Thủy Đài đang ngồi xổm trước chậu than hóa vàng mã, cũng không phải đang cúng tế ai, mà chỉ đang thiêu hủy bức thư bên Hắc Thủy Đài gửi tới, sau khi Thiệu Bình Ba đọc xong liền đem đốt. Nhìn thấy Thái Thúc Hùng và Đào Lược đến, hai tín sứ lập tức đứng dậy, đang định hành lễ thì Thái Thúc Hùng đưa tay chặn lại, không cho bọn hắn làm kinh động Thiệu Bình Ba đang trầm tư. Đào Lược nhận thứ chưa đốt xong trong tay hai người, phất tay, ra hiệu hai người lui xuống, lão tiếp tục ngồi đốt. Thái Thúc Hùng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh chậu than, nhìn một trang giấy trên mặt bàn thì thấy trên đó viết linh tinh vài cái tên, ở giữa vẽ không ít những sợi dây kết nối, y nhìn nửa ngày vẫn không hiểu có ý nghĩa gì. Bỗng nhiên một trận hàn phong cuốn vào khiến Thiệu Bình Ba lấy lại tinh thần, kéo chặt áo bông quay người lại, nhìn thấy Thái Thúc Hùng hơi sửng sốt, chợt bước mau lên trước hành lễ, bệ hạ. Thái Thúc Hùng đứng dậy cười, nghe đào lược nói người đang chọn người cử đi tề quốc, nghĩ lại trời đông giá rét ngươi lại đang bệnh tật nên tiện thể ghé thăm ngươi, không quấy dày ngươi đang suy nghĩ đấy chứ. Không, chỉ suy nghĩ lung tung ấy mà, vi thần đã không kịp cung ninh bệ hạ. Ai, là cô vương không cho bọn hắn thông báo. Thái Thúc Hùng vung tay lên, bỏ qua đề tài này, nhìn chằm chằm thứ đảo lược đang đốt, tình báo đều đọc rồi. Đọc rồi, Mao Lư Sơn Trang bị tập kích, Tông Nguyên gãy kích, Triệu Hùng ca ra tay bảo vệ Mao Lư Sơn Trang khiến cô vương khá bất ngờ. Bệ hạ, cũng chẳng có gì bất ngờ. Sao lại nói vậy, lúc này Thiệu Bình Ba liền nói sơ nguyên nhân mình thả đám người thương Triều Tông, giữa sư nhiệt thương Triều Tông, vốn là ngẫu đức tơ còn liền, Triệu Hùng ca ra tay cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều Mao Lư Sơn Trang thể hiện ra thực lực cũng chính là thực lực thật sự của Ngưu Hữu Đạo, bệ hạ muốn nhân cơ hội chào mời chỉ e rất khó. Suy nghĩ thực sự của y không phải cảm thấy chào mời có vấn đề gì, mà là Mao Lư Sơn Trang đã thể hiện năng lực phòng vệ cường đại, chỉ e dù muốn mượn giao giết người, bên Tấn Quốc muốn đắc thủ cũng không dễ dàng như vậy. Thái Thúc Hùng Ừ, gật đầu nói, cô Vương đã bảo bên kia tạm dừng, tránh lỗ mãng làm trò cười cho người khác. Giờ Nam Châu đột nhiên xuất binh với Định Châu thật sự vượt qua dự kiến của cô Vương, chẳng lẽ ba phái lớn của yến quốc sẽ không tham gia vào sao cuộc chiến này có thể đánh không chuyện này ngươi cảm thấy như thế nào ban nãy thiệu bình ba đang thất thần vì chuyện này giờ đề cập trên mặt y lóe lên tia mất mát khó che giấu u buồn buông tiếng thở dài vi thần giờ mới hiểu mục đích thật sự khi trước đó hắn giết tống sứ trước đây cứ nghĩ là vì gây áp lực cho yến đình giải vây nam châu ai ngờ thế cục lại vòng này bao vòng khác vòng này giấu vòng khác đúng là thâm bất khả chắc vi thần tâm phục khẩu phục ta không bằng hắn một câu ta không bằng hắn khiến Thái Thúc Hùng cực kỳ thưởng thức, trong ánh mắt nhìn về phía Thiệu Bình Ba tràn đầy vẻ tán thành. Trên đời này người không bằng người rất nhiều, nhưng người có thể cam tâm thừa nhận mình không bằng người lại không nhiều, nhất là giữa đối thủ với nhau. Thần tử dưới chướng gã trước nay chưa ai có thể nói với gã bản thân không bằng người khác. Thiệu Bình Ba tiếp tục nói, vạn động thiên phủ có lòng gìn giữ, sợ Kim Châu đại loạn nên không dám tiết lộ hải như nguyệt chúng độc, có thể công khai triệu đệ tử quỷ y tới, có lẽ là chủ ý của Ngưu Hữu Đạo để giải độc cho hải như nguyệt giết tống sứ châm ngòi quan hệ yến tống tạo áp lực cho triều đình yến quốc lui binh bảo vệ nam châu tiếp theo lại dùng nhân mã nam châu ép tiến triệu quốc liên thủ với kim châu bước lui nhân mã triều đình triệu quốc bảo vệ kim châu vốn cứ cho rằng chỉ là vậy ai ngờ hắn lại đổi nhân mã lấy dùng đại quân nam châu đã tập kết chuẩn bị cho trận đấu trước thuận tiện xua binh tiến đánh định châu ai có thể ngờ đại yến có ba phái lớn của yến quốc tỏa trấn hắn lại dám xuất binh tiến đánh không ai có thể ngờ được nhưng hắn đã làm như vậy. Định Châu cướp nữ nhân của Thương Triều Tông chỉ là cái cơ xuất binh, trước đó Nam Châu còn bị đại quân Triều Đình ép cho nơm nấp lo sợ, hiện tại lấy đâu ra lá gan lớn như vậy tiến đánh. Nguyên nhân đơn giản là giết Tống Sứ làm chó chân tay Yến Đình. Kể từ đó, Yến Đình đánh lén Mao Lư Sơn Trang lại thành lấy đá tự nện chân mình, chuyện làm lớn ra như vậy, cho dù Yến Đình có lý hay vô lý đều thành vô lý, cái mũ hôn quân đã đội lên đầu thương kiến hùng, e là hắn khó mà gỡ xuống được chương 900, quá trình trị liệu thật sự là dọa người. Nghiêu hữu đạo lật tay thành mây trở tay thành mưa, nghịch thế mà chuyển, biến bất lợi thành có lợi, thủ đoạn tạo thế này khiến người ta thở dài không thôi. Đảm bảo được Nam Châu, ổn định Kim Châu, còn nhân lúc Yến Đình bị trói tay một chiều ổn định địa vị của hắn ở Nam Châu, từ giờ ai dám có hành động thiếu suy nghĩ với Mao Lư Sơn Trang nữa. Đại Thiện Sơn không động được Mao Lư Sơn Trang, nhân mã của Thương Triều Tông thành người của nhưu hữu Đạo, giờ DTH ở Nam Châu cũng đã trở thành con rối mặc nhiêu hữu đạo thao túng, nội bộ Nam Châu giờ đã không còn hậu hoạn nữa. Thái Thúc Hùng gật đầu, ánh mắt không ngừng lóe lên nói, đúng là kỳ tài đương thời. Thiệu Bình Ba đã bình định nội bộ Nam Châu, phía tây là Kim Châu, Kim Châu chính là tấm màn chống lại triệu quốc giúp Nam Châu, nhiêu hữu đạo tạm thời sẽ bảo vệ, sẽ không động vào. Phía nam là biển rộng minh mông, không phải đất dụng binh. Nhìn một lượt xung quanh, chỉ có có định châu ở phía đông bắc là có thể áp chế Nam Châu, nhiễm nhiên trở thành miếng thịt trong mắt Nam Châu. Nam Châu muốn khuếch trương, tất nhiên phải lấy định châu, bệ hạ cảm thấy nghiêu hữu đạo sẽ bỏ qua định châu sao. Thái Thúc Hùng, ý của ngươi là sẽ có một trận nữa tiếp tục diễn ra. Thiệu Bình Ba, hẳn sẽ không, đánh tiếp chỉ có thể có lợi cho Hàn, Tống, sẽ thật sự ép cho ba phái lớn Yến Quốc như chó nhà có tang, không có sự che chở của ba phái lớn Yến Quốc đối với Nam Châu không phải chuyện gì tốt. Trước khi đủ thực lực khuếch trương hắn sẽ không dám làm loạn, có điều có thể chắc chắn một điểm, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chiếm đoạt định châu. Trước khi cô vương xua binh đông tiến không muốn bốn nước phía đông có nước nào phát triển an toàn, có thể ổn định là tốt. Thái Thúc Hùng gật đầu, có điều cô vương nhìn tình hình chiến đấu, đại quân Nam Châu hình như đang chiếm địa bàn, hình như không phải chỉ vì xả giận. Thiệu Bình Ba, nhiều hiếu đạo đã làm, không được lợi thì hắn sẽ không hao phí uổng những tư nguyên này của Nam Châu, ăn vào rồi còn muốn hắn nôn ra chỉ sợ không dễ như vậy hắn sẽ không làm uổng công đâu hẳn là có thể chiếm được chừng nào hay chừng đó chỉ hận yến đình không có ai cứ để mặc hắn tùy ý làm bậy thái thúc hùng khoát tay yến đình chưa hẳn không người có thể bò dậy từ trong nhiều cuộc đấu đá như vậy có ai mà đơn giản chứ chẳng qua chỉ chia ra công tâm và tư tâm thôi nói đến đây ngữ khí và thần thái của gã dường như có cảm xúc đặc biệt thiệu bình ba khom người vâng vi thần thụ giáo dường như thái thúc hùng cũng không muốn nói nhiều về đề tài này buông tiếng thở dài quay người vẫy tay đào lược hiểu ý gật đầu ra ngoài hiên cắt sau đó hai tay dâng lên một chiếc áo bông màu trắng lông sù trắng như tuyết không có chút tạp sắc thái thúc hùng đưa tay sờ lông trắng trời giá rét bên dưới hiến cho cô vương hai áo bông một đen một trắng cái này được chế từ da lông ngân hồ màu trắng xóa bản vương mặc vào trông quái đản lắm nhưng lại phù hợp với khí chất của ngươi cô vương tiện thể mang tới cho ngươi thiệu bình ba vội vàng chối từ áo bông của bệ hạ vi thần sao dám mặc lên người thái thúc hùng không cho phép từ chối cô vương nói được thì được mặc vào cho cô vương xem đào lược cũng hơi cười thiệu nhân mặc vào đi thịnh tình không thể chối từ thiệu bình ba đành phải vui vẻ nhận đưa tay cởi dây cuộc trên cổ áo bông thiệu tam tỉnh đứng ngoài tuyết rơi đầy người vội vàng tiến vào hiên các hầu hạ một chiếc áo bông trắng thuần mặc lên người càng tăng thêm khí chất nho nhỏ của thiệu bình ba đẹp lắm Giống ngân hồ của cô vương, Thái Thúc Hùng cười ha ha, cứ cười lớn như vậy xoay người, nghênh ngang rời đi. Đào Lược mỉm cười khẽ gật đầu với Thiệu Bình Ba, sau đó quay người đi theo. Không cần tiễn, Thiệu Bình Ba đang định đi theo tiễn, Thái Thúc Hùng như mọc mắt sau lưng, nói lớn làm Thiệu Bình Ba dừng bước trên bậc thang hiên các đưa mắt nhìn. Đợi người bên ngoài đến thông báo, nói Thái Thúc Hùng thực sự đã đi rồi, Thiệu Bình Ba mới chậm rãi quay người trở về trong hiên các. Hắn lại đi tới đứng trước màn trúc một mình đón gió lạnh, nhíu mày, chìm vào suy nghĩ, ưu tư khó giải. Đúng như những lời y nói với Thái Thúc Hùng, nhiều hữu đạo đã giải quyết xong tai họa ngầm nội bộ, y thật sự rất hâm mộ, vừa tức giận. Yến quốc loạn trong giặc ngoài, đúng là đất dụng võ của y, giờ bị ép rời đi lại tiện lợi cho nhiều hữu đạo, ngẫm lại mà đau lòng. Thiệu tam tỉnh nhẹ nhàng phủi tuyết rơi lên người y, người trong thiên hạ đều biết, Nam Châu chính là một trong những chư hầu xây dựng binh quyền riêng của Yến quốc, định châu do triều đình Yến quốc trực tiếp quản lý nam châu tiến đánh định châu chẳng khác nào khai chiến với triều đình yến quốc chuyện này vừa nảy ra đã khiến thiên hạ động dung cộng thêm mao lư sơn trang bị tập kích tông nguyên gãy kích bị chìm khiến thiên hạ kinh ngạc không ngờ một mao lư sơn trang mà lại có thực lực to lớn như vậy đánh tan tập kích còn xua binh đánh triều đình trong lúc nhất thời ánh mắt của tất cả các thế lực khắp nơi trong thiên hạ đều tập trung vào khu vực giao chiến này khách điếm thải hồng sở ăn lâu ngồi sau quầy nghe bọn tiểu nhị nhỏ to bàn tán trước quầy có khách Hỏa Kế ngừng nói bước đi nghênh đón, Sở An Lâu cũng đứng dậy từ sau quầy, dạo bước tiến vào khu vườn xanh biết sau khách điếm, suy nghĩ hơi phiêu diêu, ngẫu nhiên khẽ phát ra một tiếng than thở. Không ngờ, thật sự không thể ngờ, mới mấy năm ngắn ngủi như hữu đạo kia đã phát triển đến tình trạng như bây giờ, dám công nhiên động thủ với triều đình yến quốc. Những chuyện vốn đã lãng quên, mới cái tát lên mặt Ngưu Hữu Đạo. Không phải sợ Ngưu Hữu Đạo, bối cảnh của hắn không đáng sợ. Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước nếu đổi lại là hoàng liệt cùng lắm lão chỉ dám cảnh cáo sẽ không ban cho mấy cái tát mang tính sỉ nhục lúc trước đơn giản vì thấy nghiêu hữu đạo quá nhỏ bé giờ mấy cái tát đó lại khiến lão hơi canh cánh trong lòng thảo nguyên trắng xóa gió tuyết lạnh lẽo trong anh vương phủ hạo chân và thiệu liễu nhi đang ngồi trước chậu than sưởi ấm nhìn bức thư trong tay Hảo chân tiện tay đưa cho thiệu liễu nhi cảm thán một tiếng chẳng trách có thể đuổi ca ca nàng khỏi bắc châu nghiêu hữu đạo này thật lợi hại Thiệu Liễu Nhi nhìn tình hình trên giấy không nói, một lúc sau mới đặt trang giấy trong tay xuống, hỏi chuyện khác. Nghe nói hôm nay đệ tử quỷ y sẽ chứa chân cho Hoàng Thúc Tây Việt, đệ tử quỷ y thi triển diệu thủ, cơ hội hiếm có, vương gia không đi xem sao. Hạo chân lắc đầu, bộ tầm đi rồi, ta không đi tham gia náo nhiệt đó. Thiệu Liễu Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu, phủ đệ thắng thân vương, cũng chính là phủ đệ hảo Vân thắng Tây Việt đại vương của Tề Quốc, cổng lớn mở, bộ tầm dẫn mấy người đi ra. Sau khi ra khỏi cửa, bộ tầm quay đầu nhìn tấm biển vương phủ, đột nhiên toàn thân khẽ run lên, với tu vi của y mà cũng cảm thấy rét lạnh, siết chặt áo bông trên người, dường như không muốn ở lại thêm một khắc, bước nhanh lên xe ngựa rời đi. Xe ngựa đi thẳng vào hoàng cung, vào thành không hề bị cản lại. Sau khi xuống xe trong cung, bộ tầm lại đi thẳng đến một noán các tráng lệ. Y đứng ngoài noán các phủi hết băng tuyết trên chân, trên áo bông rồi mới đi vào. Trong noán các ấm áp, Hạo Vân Đồ ngồi sau án phê duyệt tấu chương ngẩng đầu lên nhìn, chờ y hành lễ xong, lập tức hỏi, đệ tử quỷ y kia chữa chân cho lão ngũ như thế nào rồi? Bước tìm lúng túng nói, đã xong việc. Hạo Vân Đồ phát hiện sắc mặt y không được bình thường, hỏi thế nào là đã xong việc, chấm hỏi ngươi chữa thế nào rồi? Bộ tầm vẻ mặt đau khổ nói, bệ hạ, lão nô cảm thấy, vẫn không nói thì hơn, quá trình trị liệu đúng là quá dọa người. Có gì mà dọa người, núi thây biển máu chấm đều gặp, sẽ sợ mấy thứ này sao? hạo vân đồ gác bút xuống hét lớn bộ tầm bất đắc dĩ đầu tiên lắc đầu lại nói bệ hạ phân phó lão nô đi xem một chút lão nô dĩ nhiên là phải tận mắt xem thử quá trình trị liệu nhưng quá trình này thật sự là không thể tưởng tượng cái tên vô tâm kia đầu tiên là làm cho tây viện đại vương hôn mê trong căn phòng sáng trưng sau đó sai người giết con heo đã được chuẩn bị sẵn lấy một đoạn xương trên đùi heo sau đó vô tâm kia lấy dao cắt cái chân què của tây viện đại vương xử lý phần da thịt gân cốt bị hoại tử trên đùi sau đó lại chỉnh xương cốt heo cho phù hợp, cố định vào phần gân cốt bị thiếu của Tây viện Đại Vương, cuối cùng là lấy kim khâu lại phần da thịt bị cắt của Tây viện Đại Vương giống như may quần áo. Làm xong những việc này thì bôi thuốc, vậy là xong. Chương 901, Cao Kiến Thành đã sinh ra một đứa con trai tốt. Vẻ mặt Hạo Vân Đồ vặn vẹo không biết ra hình dáng gì, hai mắt tản ra vẻ sợ hãi, rõ ràng không rét mà run, nuốt khan nước bọt, giọng run run, lắp gân cốt heo vào cơ thể lão ngũ. Bộ tâm gật đầu, đúng vậy, hảo vân đồ, như vậy có thể chữa khỏi chân lão ngũ Bộ tâm nói, vô tâm kia nói phải nghỉ ngơi nửa năm mới có thể hồi phục Hảo vân đồ, vậy sau này có phải lão ngũ thành nửa người nửa heo không? Cái này, bộ tâm lắc đầu, lão tâm không biết, có điều quá trình này suýt chút nữa làm lão nô buồn nôn, lông tơ dựng hết cả lên Đừng nói y nhìn, hảo vân đồ chỉ nghe cũng buồn nôn, trong dạ dày cứ cuộn trào, cứ nghĩ tới tình hình tương lai của lão ngũ trên người gã nổi hết da gà không kìm được run lên nói quỷ y chả trách người ta xưng là quỷ y được rồi vô tâm gì đó thôi đi chấm không muốn gặp hắn nữa đốt thêm chút lửa đi vâng bộ tâm lập tức quay người phân phó người làm theo bên ngoài trời đông giá rét nước đóng thành băng nhưng trong phòng lại ấm áp như xuân vô tâm từ phủ thân vương từ thắng trở về cũng không nghỉ ngơi đến nội đường có đặt tượng đất được mô phỏng giống người thật dùng tấm vải phủ hai mắt lại Quách Mạn đặt đồ trong tay xuống, kinh ngạc hỏi: "Tiên sinh, mệt nhọc cả ngày rồi, sao không nghỉ ngơi một chút?" Sắc mặt nàng ta cũng rất khó coi, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trị liệu đó, đến tận bây giờ nàng ta vẫn còn buồn nôn. "Không cần đâu, bắt đầu đi." Vô Tâm che mắt lắc đầu, tay cầm ngân châm, bắt đầu hạ châm vào tượng đất. Lớp sáp trên thân tượng đất bể ra, vừa lúc ghim chúng lỗ có nước. Quách Mạn đành phải bước đến bên cạnh thông báo tin tức mà nàng ta tìm hiểu được. "Đây là lệ cũ, khi vô tâm che mắt kim kim, nàng ta sẽ tận lực nói một số chuyện khiến y phân tâm, có thể xem là nhất tâm nhị dụng. Khi quách mạn nói về thế lực khắp nơi đang chú ý đến việc Nam Châu nước Yến tiến hành khai chiến với triều đình, không hiểu sao, chính bản thân nàng ta cũng cảm thấy hưng phấn. Sau khi kể xong, quách mạn để ý phản ứng của vô tâm, thử thăm dò, gần đây, trong tề kinh lan truyền một chuyện vui, là của hoàng tộc, nói anh Vương Phi đã có thai, tề hoàng cao hứng, ban thưởng cho anh vương phi không ít rất nhiều đại thần cũng đến anh vương phủ để chúc phúc nghe xong thân hình vô tâm đột nhiên run lên gương mặt căng thẳng ngân châm trên tay đâm loạn xạ y cố gắng ổn định liên tiếp hạ mấy châm nhưng vẫn không tìm đúng lỗ bị sáp che lại Nhiều hữu đạo tránh hai ngày thì trở lại mao lư sơn trang vừa về chưa đầy một lát đang trò chuyện với thương thục thanh viên cương đã đưa đến một phong mật tín đạo gia vương gia gửi thư đến ánh mắt thương thục thanh lấp lóe nàng ta vẫn chú ý tình hình Nam Châu tiến đánh Định Châu. Mông bá bá tự thân xuất mã, cuộc chiến rất thuận lợi, đánh Định Châu không còn sức đánh trả, tin tức đến lúc này không biết tốt hay xấu. Nghiêu hữu đạo cầm lá thư đọc qua một lần, là thư của Thương Triều Tông, nhưng chuyển đạt lại là ý của Mông Sơn Minh. Trước mắt đã ngưng chiến, kiểm kê lại, Nam Châu đã chiếm được 3 quận, Định Châu có 12 quận, tương đương với một phần tư địa bàn đã rơi vào tay người Nam Châu. Kết quả này khiến Nghiêu hiểu đạo tặc lưỡi không thôi chỉ mới có mấy ngày, bọn họ đã có thể chiếm được địa bàn lớn như vậy. Đây là công chiếm địa bàn sao, quả thật tốc độ như phi ngựa, không khỏi quá thần tốc, nhiều hơn một quận so với nhiều hữu đạo đã dự định trước đây. Kết quả này ngay cả hắn cũng không dám tin, cứ xác nhận đi xác nhận lại, mới biết không sai. Hắn thật sự bội phục mông sơn minh, đồng thời bội phục luôn thiết khiếu. Bội phục mông sơn minh là vì ông đã già rồi nhưng vẫn còn rất dũng mãnh, còn có thể chiến đấu như vậy. Đọc đến đây ý của mông sơn minh là không cần thiết chiếm đóng hết địa bàn đã đánh được nơi cần nhượng bộ thì phải nhường ra một số nơi không có nguy hiểm thì có thể rút chiếm những vị trí chiến lược và có tính chiến thuật tiến cũng được mà lui cũng được như vậy vừa có thể tiết kiệm vừa có thể phòng ngừa binh lực nam châu theo tính toán có thể tổn thất một số địa bàn nhưng vẫn duy trì được ba quận nhưng ngay từ ban đầu nghiêu hữu đạo đã nói địa bàn chiếm được không thể cho lại ông gửi thư chính là có ý muốn thương lượng nếu hắn thật sự không chịu nhượng bộ mông sơn minh cũng không còn cách nào như hữu đạo đưa phong thư cho viên cương nói hồi tin mông soái cử thế vô song, ta tin tưởng ánh mắt của ông ấy cứ theo ý của mông soái mà xử lý hắn cũng không cố chấp bởi vì hắn không am hiểu chuyện này binh gia yếu địa cũng xem không hiểu trong khi đó mông sơn minh được xem là người trong nghề biết phân rõ lợi và hại nghe theo ý kiến của người ta cũng không sai viên cương nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi Hoàng cung Yến Kinh, trong ngựa thư phòng, Thương Kiến Hùng đang bàn luận với các vị đại thần, bầu không khí cũng không tệ lắm. Định Châu gửi thư đến, nói người Nam Châu đã ngừng tiến công. Hiển nhiên, ba đại phái ra tay đã phát huy tác dụng, rốt cuộc có thể để bên này thả lỏng một hơi. Bệ hạ, đại tư đồ cầu kiến, một thái giám bước vào thông báo, một lát sau, Cao Kiến Thành bước vào, thấy mặt mũi ông ta tiểu tụy, hai mắt sưng đỏ, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Thương kiến hùng hỏi, sao đại tư đồ trông có vẻ tiều tụy thế? Cao kiến thành không người, đau buồn nói, lão thần nghe được tin tức, con trai thiếu minh của thần bị quấn vào chuyện tập kích Mao Lư Sơn Trang, rơi vào tay Nhiêu Hữu Đạo, đã bị Nhiêu Hữu Đạo giết chết. Lão nô quản giáo không nghiêm, để nghịch tử làm bậy. Hôm nay lão thần đến đây, đặc biệt thỉnh tội với bệ hạ. Nói đến chuyện này cũng làm người ta lúng túng. Các vị đại thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tân, trong lòng mọi người đều biết rõ, Tập kích Mao Lư Sơn Trang là bí mật đã được công khai. Việc này nhất định là do bệ hạ sai Cao thiếu Minh đi, nhưng không ai dám vạch rõ. Nếu không, tất sẽ khiến bệ hạ thẹn quá hóa giận. Về phần Phong Thanh, mọi người cũng có nghe nói, Cao thiếu Minh không muốn liên lụy gia tộc nên đã tự vấn, khiến người ta phải thổn thức. Trong phòng đột nhiên im lặng, Thương Kiến Hùng hỏi, lại có chuyện như thế sao? Có phải là lời đồn không? Cao Kiến Thành đau buồn nói tiếp, lão thần nghe xong, cũng khó có thể tin bởi vậy lão thần đã cố tình làm việc riêng đến tìm long thân vương mượn phi cầm cỡ lớn của tôn thất để quản gia chạy đến quận thanh sơn lặng lẽ tìm hiểu khi tìm được thi thể đích thật là nghịch tử ở nhà lão thần không biết dạy con liên lụy bệ hạ lại còn dùng của công ở tôn thất làm việc riêng xin bệ hạ hãy trị tội lão thần luôn các vị đại thần đều đứng im không phản ứng nếu đổi sang chuyện khác sợ sẽ có người bắt đầu thừa cơ công kích chức vụ đại tư đồ là một trong tam công ở đây có không ít người muốn vốn cho rằng sẽ có vở kịch hay để xem, từ trong những cuộc thương nghị đại sự quốc gia gần đây, bệ hạ không hề gọi một trong tam công là đại tư đổ đến là có thể nhìn ra được. Ai nấy đều nghĩ như hữu đạo nhất định sẽ dùng Cao Thiếu Minh làm cái cớ, nhưng chẳng ngờ Cao Thiếu Minh lại tự vẫn. Lúc này, chỉ sợ tất cả oan ức đều do người chết gánh hết. Ân tình bệ hạ thiếu cao ra quá lớn rồi, người hữu tâm không thể không cảm thán, Cao Kiến Thành sinh ra một đứa con trai thật tốt. Điền Vũ đưa mắt nhìn phản ứng của Thương Kiến Hùng, Bọn họ tất nhiên cũng đã nhận được tin tức về Cao Thiếu Minh. Vì thế đã cố ý gọi người phụ trách điệp báo ti đến tìm hiểu xem Cao Thiếu Minh có khả năng tự vẫn hay không. Dù sao Cao Thiếu Minh làm việc ở điệp báo ti cũng nhiều năm rồi, bọn họ vẫn ít nhiều có sự hiểu biết về y. Theo ý của điệp báo ti, sống nhục không bằng chết tử tế. Người bình thường sợ là khó hạ quyết tâm, nhưng thành viên của điệp báo ti lại khác. Tất cả đều được huấn luyện đặc biệt, trên cơ bản đều nhét độc dược dưới răng. Lúc trước Cao Thiếu Minh cũng không ngoại lệ một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, để không bại lộ thân phận, tất cả sẽ tự vấn. Chương 902, loạn thần tặc tử, chết hay lắm. Một, điệp báo ti phán đoán, Cao Thiếu Minh đã hạ quyết tâm, hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Thương Kiến Hùng im lặng, sau đó nói, đại tư đổ nói quá lời rồi. Theo quả nhân được biết, Cao Thiếu Minh từ hồi niên thiếu đã gia nhập điệp báo ti, ẩn núp tại nước triệu. Theo quy củ của điệp báo ti, thành viên không được tự tiện liên lạc với người nhà sau khi trở về triều, y lại được cử đi xứ nước triệu. Mấy chục năm qua ít khi nào ở bên cạnh đại tư đồ. Đại tư đồ không quản giáo cũng không thể tránh được, cho nên, người đừng cua đúa cả nắm. Một mã thì một mã, Cao Thiếu Minh làm là chuyện của Cao Thiếu Minh, việc này chẳng liên quan gì đến đại tư đồ. Còn chuyện dùng đồ ở tôn thất, người có phải cây cỏ đâu mà vô tình. Dù sao y cũng là trường tử của đại tư đồ, tình huống đại tư đồ mượn dùng cũng chỉ vì suy nghĩ cho triều đình về sau đừng tái phạm nữa là được. Quả nhiên là muốn dẹp chuyện con trai ông ta ra sau, không muốn trả lại sự trong sạch cho con trai mình. Cao Kiến Thành cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chắp tay khóc, lão thần xin ghi nhớ, lão thần tạ long ân của bệ hạ. Nhưng, giọng của Thương Kiến Hùng bỗng nhiên nghiêm lại, mấy năm qua, tôn thất đích thật càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Người phụ trách giám sát việc này nhất định phải nhìn kỹ. Giám sát ngoài miệng vô dụng thôi, khẳng định phải có hành động thực tế để chấn nhiếp quả nhân lệnh cho ngươi lập tông hình ti, về sau việc xử lý tôn thất theo pháp luật sẽ do ti của ngươi quyết định. Ồ, các vị đại thần lặng lẽ nhìn nhau, bệ hạ chẳng những giúp Cao Kiến Thành rũ sạch tội, còn đem quyền trừng phạt cao nhất của tôn thất giao cho Cao Kiến Thành. Về sau, đám hoàng thân quốc thích còn không mau làm thân, hiếu kính với ông ta sao? Đây rõ ràng là sự bù đắp cho việc hại chết con trai Cao Kiến Thành. Xét theo trình độ nào đó là tước đoạt quyền lực của một người khác. Có người ngo ngoe muốn phản đối, nhưng lại bị đồng mạch lặng lẽ chừng mắt một cái lập tức rụt cổ trở về ngẫm lại cũng đúng bệ hạ đang muốn đẩy trách nhiệm chuyện đánh lén mao lư sơn trang lên người cao thiếu minh muốn bên ngoài lắng lại việc này bây giờ mà phản đối chẳng khác nào đâm bệ hạ một cú tự làm mất mặt mình trong lòng không thể không cảm thán trong khoảng thời gian tương đối dài sợ là không ai giao động được địa vị của cao kiến thành đạo lý rất đơn giản cao thiếu minh cũng không phải con cái nhà bình thường là con trai của Đại Tư Đồ, một trong tam công của triều đình. Tất cả mọi người cũng chẳng phải kẻ ngu, người nào mà không biết Cao Thiếu Minh đang gánh tội cho bệ hạ. Con trai nhà người ta vì bệ hạ mà mất mạng, lại hàm oan khó rửa, động cao kiến thành, bệ hạ cũng phải suy nghĩ cái nhìn của người ta một chút chứ. Vâng, lão thần tuân chỉ, cao kiến thành lại không người lĩnh mệnh, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng báo, một tên thái giám dâng lên một bản tấu, thương kiến hùng xem xong, giận tím mặt, giận dữ mắng tên khốn kiếp tiết khiếu này hắn ta đã đánh như thế nào trong cuộc chiến này vậy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã mất đi ba quận của quả nhân tội đáng chết vạn lần thương kiến hùng tức giận đi qua đi lại sắc mặt khó coi vô cùng chúng đại thần đều kinh ngạc ông ta đã sớm biết tình hình chiến sự cớ gì lại vì chuyện này mà nổi giận tấu thư được chuyển cho các đại thần thay phiên nhau xem cao kiến thành đã hiểu chuyện gì xảy ra tiết khiếu báo cáo người nam châu mừng tiến công là không sai nhưng chỉ rút lui một chút là không lui nữa bắt đầu chú đóng tại yếu địa hình như không có ý định trả ba quận đã chiếm về cho triều đình thế là tiết khiếu trở nên lúng túng nam châu ngừng đánh tiết khiếu cũng nhận được ý chí ngưng chiến của triều đình bây giờ biến thành dạng này tiết khiếu muốn lấy lại đất bị mất thì phải dùng sức mạnh như vậy chẳng khác nào lại bốc lên chiến sự không thu phục chẳng lẽ đem ba quận tặng cho nam châu sao tiết khiếu không còn cách nào đành gửi thư nhờ triều đình định đoạt việc này bảo triều đình phải làm sao bây giờ hạ chỉ người ta có thể nghe mới là lạ cưỡng ép thu lại quan trọng là sau khi chiến sự nổ ra lần nữa chưa chắc có thể đánh thắng người ta nếu có thể đánh thắng có cần xấu hổ như bây giờ không bệ hạ tức giận cũng không có gì khó hiểu việc này sợ là phải bắt bệ hạ mặt dày đi cầu ba đại phái ra mặt lần nữa sau khi xem qua bản tấu cao kiến thành đã hiểu ra cái tên ở mao lư sơn trang chẳng phải loại lương thiện gì ba đại phái đều ra mặt lại còn dám vặn lấy lá gan lớn không phải bình thường thương kiến hùng chọc hắn chẳng khác nào tự tìm phiền phức xét theo một góc độ khác đây cũng là một sự thể hiện năng lực nghĩ như vậy cao kiến thành nhẹ nhàng thở ra người thông minh làm việc với người thông minh chẳng có gì khó khăn ông ta sợ nhất là đụng phải thứ đần hai lần ba lần thất bại sẽ bị triều đình kéo sập ông ta cũng sẽ bị kéo đến chết cho nên mới lén lút bại lộ sự việc ra chiến sự bất lợi tiết khiếu nhất định phải gánh oan ước này thương kiến hùng giận thì giận nhưng cũng không còn biện pháp nào khác hạ chỉ cũng vô dụng thôi đại quân nam châu cứ cắn mãi chuyện thương triều tông bị cướp tiểu thiếp không buông muốn triều đình thanh trừ nghịch tặc giết tiết khiếu để bàn giao thương kiến hùng có thể bắt tiết khiếu gánh tiếng xấu nhưng không có khả năng giết tiết khiếu ít ra là không thể nào giết tối thiểu cũng không thể vì nam châu yêu cầu mà giết nếu không mặt mũi triều đình để đâu đồng thời sẽ khiến đại tướng biên cương những nơi khác buồn lòng. Một khi lòng người có tính toán, tất sẽ uy hiếp đến địa vị ổn định của Thương Kiến Hùng. Cho nên, lần này, Thương Kiến Hùng bất luận thế nào cũng phải bảo vệ tiết khiếu. Không còn cách nào, Thương Kiến Hùng đành phải mời ba đại phái ra mặt lần nữa. Tin tức truyền đến ba đại phái, lòng Hưu tức giận vô cùng. Ngoài mặt thì thuận, sau lưng lại trống, như hữu đạo dám làm như vậy với ông ta, ông ta sao có thể không giận ba đại phái gửi tin cho đại thiền sơn yêu cầu lập tức lui binh đại thiền sơn lâm vào tình thế khó xử lui cái cọng lông đấy người của thương triều tông chết sống không lùi ta cũng không thể giết người ta động thủ bừa bãi ở nam châu lợi ích của đại thiền sơn sẽ là gà bay trứng vỡ ai sẽ chịu trách nhiệm nói dễ dàng thì ai mà chẳng biết nói ba đại phái các người dám làm loạn ở nam châu không đại thiền sơn chỉ có thể giả bộ hồ đồ dù sao nghiêu hữu đạo cũng đã tuyên bố trước có trách nhiệm gì thì cứ đẩy hết cho hắn. Đã có lời của hắn, Đại Thiền Sơn lập tức không khách sáo, đem hết trách nhiệm đẩy lên người Ngưu Hữu Đạo, hướng ba đại phái Trần Tình, nói người của Thương Triều Tông và Ngưu Hữu Đạo có quan hệ mật thiết, có đem dao gác lên cổ bọn họ cũng vô dụng, chẳng thể làm được gì. Ngưu Hữu Đạo cũng đồng thời nhận được yêu cầu lui binh của ba đại phái. Ngưu Hữu Đạo đưa ra lý do không thể tuyệt hơn, không phải không lui mà là tạm hoãn. Lý do thứ nhất, người Nam Châu đang tìm kiếm thi thể tướng sĩ đã chết, phải cần thời gian. Lý do thứ hai, có người Nam Châu làm chứng, có một số quân sĩ bị người của Tiết Khiếu bắt, yêu cầu Tiết Khiếu giao người ra. Nhận được người rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng rút lui. Lý do thứ nhất còn dễ xử lý, cùng lắm thì chờ thêm một chút. Lý do thứ hai, quỷ cũng không nói được rõ ràng. Đánh trận sao có thể không chết người, người chết thì còn đâu chứng cứ, lập danh sách một đống người chết, nhất định phải nói là do Tiết Khiếu bắt đi. Tiết khiếu phải giao người ra, tiết khiếu lấy đâu ra người mà giao. Tiết khiếu nói mình không bắt người cũng vô dụng, người Nam Châu chết cũng khăng khăng là do tiết khiếu bắt, còn muốn ba đại phái chủ trì công đạo. Đã ngưng chiến, muốn ta thu binh, vì sao tiết khiếu còn không thả người. Trên có sách lược dưới có ứng đối, như Hữu đạo nói trong tay hắn đang có bằng chứng rất lớn, chứng thực người của triều đình đã đánh lén Mao Lư Sơn Trang, chú quân và tu sĩ cộng lại tử thương hơn 10.000 người, muốn hỏi ba đại phái nếu cứ để như thế, có phải bọn họ chết còn chưa hết tội không? chương 903, loạn thần tặc tử, chết hay lắm. Hai, tình huống như thế nào? Hai vị trưởng môn của tử Kim Động và Linh Kiếm Sơn lập tức chạy đến tiêu giao cung. Hai vị trưởng môn tất nhiên muốn tìm Long Hưu. Lúc trước, chủ động yêu cầu đến Mao Lư Sơn Trăng để giải quyết chính là Long Hưu. Đây chính là giải quyết của Long Hưu ngươi sao? Hai vị trưởng môn nhất định phải tìm Long Hưu hỏi cho rõ ràng. Long Hưu giận xong cũng tỉnh táo lại, không tỉnh táo cũng không được mà. Ông ta tận mắt nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo kết bái cùng người của Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo. Nếu muốn bức Nam Châu làm phản, toàn bộ nước Yến sẽ không chịu đựng nổi. Ngưu Hữu Đạo đồng ý ngưng chiến đã là nể mặt ba đại phái lắm rồi. Từ chối lui binh chính là muốn ba đại phái đưa ra một lời giải thích. Lúc trước, Ngưu Hữu Đạo đã nói rất rõ ràng, triều đình nhiều lần ra tay với hắn, đẩy hắn vào chỗ chết, phải tính như thế nào đây? Tìm ba đại phái chủ trì công đạo là có lỗi sao? Nếu thật sự như vậy, vậy coi như ứng với câu nói kia của Ngưu Hữu Đạo, có phải không cho hắn đường sống hay không? Không cho hắn đường sống sẽ có hậu quả gì, còn cần phải nói sao? Về phần Long Hưu sẽ giải thích như thế nào với Tử Kim Động và Linh Kiếm Sơn, Ngưu Hữu Đạo đã sớm nói cho ông ta biết, thương kiến hùng thật sự quá đáng, nhiều lần bắt ba đại phái phải ra tay, dường như quên mất thiên hạ này là thiên hạ của tu sĩ, cũng nên cho ông ta một bài học. Một điều khác, chẳng lẽ muốn bước Nam Châu tạo phản sao? Triều đình đã làm sai trước, người ta muốn một lời giải thích cũng hợp lý thôi mà, nhưng giải thích như thế nào lại là một vấn đề. Xử lý thương kiến hùng thì không thích hợp, ba vị trưởng môn thương lượng đi, thương lượng lại, cũng chỉ có thể dựa vào cái trước mắt, cho thương kiến hùng một bài học, đem ba quận định châu chia cho Nam Châu. Có thể tưởng tượng, việc này sẽ khiến thương kiến hùng bị bắn ngược mạnh đến cỡ nào. Thế là trưởng môn tiêu giao cung Long Hưu, trưởng môn tử kim động cung Lâm Sách, Trưởng môn Linh Kiếm Sơn mạnh tuyên cùng nhau đích thân đến hoàng cung đại yến. Sau khi biết được quyết định của ba đại phái, Thương Kiến hùng chấn kinh. Ông ta làm sao mà đáp ứng điều kiện như vậy? Dẫu chuyện này mặc kẻ ai gánh tiếng xấu, trong lòng ông ta đều biết rõ ràng, cũng biết rõ là ai gây nên. Nếu đồng ý điều kiện khuất nhục này, uy nghiêm của hoàng đế ông ta còn để đâu được nữa? Nghĩ cũng có thể nghĩ, không biết sau này sẽ có bao nhiêu người đâm sau lưng ông ta, hoặc mỉa mai, cười nhạo. Bên trong đại điện đối mặt với trưởng môn ba phái, thương kiến hùng nghiến răng gần từng chữ, điều kiện này, quả nhân không cách nào đồng ý. Ánh mắt cung lâm sách và mạnh tuyên đột nhiên lạnh lại, nhìn chầm chằm thương kiến hùng. Đám người điền vũ im lặng đứng khoanh tay, có thể cảm nhận được bầu không khí trở nên một ngạt bên trong đại điện. Ngươi nói cái gì, Long Hưu chậm rãi bước lên, kéo gần khoảng cách với ông ta. Đám hoạn quan điền vũ giật mình, bao gồm ca miểu thủy, tất cả đều nhanh chóng tiến đến sau lưng thương kiến hùng, nhìn chằm chằm Long Hưu, duy trì cảnh giác cao độ. Một đám tu sĩ tỏa trấn trong hoàng cung lập tức tiến lên, chỉ vào đám người Điền Vũ, làm càn, lui ra. Đám người Điền Vũ không nghe theo, vẫn là Thương Kiến Hùng quay đầu lại nói, tất cả lui ra. Trong lòng ông ta biết rất rõ, nếu muốn ra tay, đám người Điền Vũ hoàn toàn không bảo vệ được cho ông ta. Điền Vũ chỉ có thể nghiêm mặt, chậm rãi lui ra đằng sau. Long Hưu nhìn thẳng vào Thương Kiến Hùng, nếu chúng ta bắt người phải đồng ý thì sao? thương kiến hùng nói nhượng bộ với nghịch thần quả nhân quyết không đồng ý nếu muốn quả nhân đồng ý chỉ bằng các ngươi giết quả nhân đi long hưu cười lạnh bây giờ đã biết sống biết chết khi giấu chúng ta làm mấy việc lén lút như vậy tại sao không nói những lời này khi cầu chúng ta ra tay giúp đỡ sao không nói như thế bây giờ ngoại địch vây quanh đại yến hoàng đế như ngươi không những không nghĩ đến việc đánh lui quân địch ngược lại còn gây nội chiến bên trong ngươi muốn làm gì Thương kiến hùng nói, sao lại nói là lén lút, có người ác ý vu hãm quả nhân, cung chủ sao dễ tin như thế. Nếu là chuyện của Mao Lư Sơn Trang, quả nhân hoàn toàn không biết việc này, mà nó cũng chẳng liên quan đến quả nhân. Nếu cung chủ muốn bàn giao, quả nhân nhất định sẽ tra ra chân tướng, cho ba đại phái một công đạo. Bảo người ta gánh tội, gánh trách nhiệm thay mình sao. Long hưu hừ một tiếng, móc ra một tờ giấy trong tay áo, là bàn giao mà Thương Kiến Hùng đã viết cho ba đại phái trước kia, có nhiều thứ không cần chứng cứ. Là ai làm, mọi người đều biết rõ. Người bất cầm mấy thứ này lừa gạt bản cung đi. Hôm nay, người không đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý, chức hoàng đế này của người đừng làm nữa. Bốp, tờ giấy trong tay Long Hưu đập thẳng vào mặt Thương Kiến Hùng. Thương Kiến Hùng vẫn rừng rưng, chậm rãi nói, quả nhân cai quản Đại Yến gần hai chục năm. Giết quả nhân, Đại Yến sẽ dung chuyển, sẽ bị đe dọa bởi nguy cơ đây xem như là lời cảnh cáo với ba đại phái, ngươi dám uy hiếp bản cung, Long Hưu cười ha hả, nghiêng đầu sang nói, bệ hạ chuẩn bị nhường ngôi thoái vị, đi mời thái tử chữ quân đến đây, tiếp nhận chức phi của cha, chính thức cai quản đại yến, hiệu lệnh quần thần, ổn định triều chính và lòng người. Ta không tin ba đại phái ta liên thủ nâng đỡ, triều đình còn có thể loạn ở chỗ nào. Một câu thái tử chữ quân kế vị, trong nháy mắt đã uy hiếp được thương kiến hùng, khiến gương mặt thương kiến hùng run lên. Đây chính là một trong những nguyên nhân hoàng đế nước Tề Hạo Vân thắng chậm chạp không muốn lập thái tử chữ quân. Cuối cùng, đối mặt với sự miễn cưỡng của ba đại phái, Thương Kiến Hùng vẫn phải khuất phục. Cũng là Điền Vũ biết suy nghĩ, nhìn thời thế, ông ta vội ra mặt, quỳ gối trước mặt Thương Kiến Hùng khóc lóc cầu khẩn, xin Thương Kiến Hùng đồng ý cắt ba quận cho Nam Châu. Cũng may là trưởng môn ba phái đến cùng một lúc, có thể đại diện cho ba đại phái toàn quyền quyết định. Nếu không, những người khác đến thật sự không ép được Thương Kiến Hùng. Thương kiến hùng lăn lộn ở nước Yến nhiều năm, cũng không phải loại người ăn chay. Sau khi thương kiến hùng đồng ý, Điền Vũ lại cầu ba đại phái thỏa hiệp, giúp hoàng đến nước Yến giữ lại chút mặt mũi. Chuyện nhường lại ba quận cũng không công khai, chỉ dùng hình thức ngầm thông báo đến tiết khiếu ở Định Châu, cùng với thủ lĩnh hai quân Nam Châu đang khống chế khu vực trước mắt. Khi Kim Sí đưa tin được thả đến Định Châu, một đệ tử tử Kim Động từ bên ngoài chạy vào. Đưa một phong mật tín cho trưởng môn, sau khi cung lâm sách xem xong, sắc mặt thay đổi mày cao lại đồng thời một hoạn quan bước nhẹ vào đến bên cạnh đưa một phần hỏa cấp cho điền vũ điền vũ xem xong xanh mặt quay sang nói với thương kiến hùng bệ hạ thương châu cấp báo thứ sử thương châu ngô công sơn đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo đã qua đời rồi thương kiến hùng liếc nhìn cung lâm sách thản nhiên nói loạn thần tặc tử chết hay lắm trưởng môn linh kiếm sơn mạnh viên quay sang nhìn cung lâm sách hỏi bên cạnh ngô công sơn có nhiều tu sĩ trợ giúp như vậy tại sao lại đột nhiên bệnh chết thương châu sợ là sắp xảy ra chuyện rồi biểu hiện cung lâm sách rất ngưng trọng truyền tờ mật tín cho mạnh tuyên nghe nói sắp xảy ra chuyện long hưu vội bước đến cùng nhau xem qua nội dung trong thư khiến cả hai hãi hùng khiếp vía trưởng môn khúc vân không của đồng tiên các đã gặp chuyện bỏ mình đồng tiên các chính là thế lực tu hành trấn thủ thương châu gần như đồng thời thứ sử thương châu ngô công sơn bệnh chết và trưởng môn đồng tiên các gặp chuyện giới tu hành và thế tục thương châu gần như đồng thời bỏ mình nào có chuyện trùng hợp như vậy, nhất là chuyện Khúc Vân không gặp nạn. Khúc Vân không còn có một thân phận khác, phu nhân của ông ta chính là con gái của trưởng môn tiền nhiệm Tử Kim Động. Đồng tiên các có thể nói là môn phái do Tử Kim Động một tay nâng đỡ lên. Chương 904, phản loạn 1. Sở dĩ Ngô Công Sơn bị thương kiến hùng mắng là loạn thần tặc tử, chỉ vì Ngô Công Sơn là thuộc hạ cũ của Ninh Vương, cũng giống như Thiệu Đăng Vân. Đối mặt với sự thanh tẩy của triều đình, ông ta không thể không tự lập để bảo đảm. Chỉ là Ông ta không còn tìm được chỗ dựa cứng như Thiệu Đăng Vân lúc trước, đành nhờ vào thế lực phản quốc bên ngoài mà thôi. Ngô Công Sơn bám vào đùi Đồng Tiên Các, ăn nhịp với Đồng Tiên Các. Do có quan hệ với Đồng Tiên Các, được Tử Kim Động ngầm đồng ý, cho nên ông ta đã chiếm được quân đội độc lập ở Thương Châu. Vốn Đồng Tiên Các cũng chẳng khác gì Thiên Ngọc Môn, đã thông quan hệ ba đại phái, chiếm một địa bàn nhỏ ở phía đông và phía tây nước Yến, phạm vi ảnh hưởng cũng vì thế mà phân nhỏ. So với Thiên Ngọc Môn, địa bàn của đồng tiên các chiếm nhiều hơn, thực lực cũng mạnh hơn, nhưng những địa bàn lẻ tẻ này đã sớm không thỏa mãn được khẩu vị của đồng tiên các, nhưng bởi vì có tử kim động đẻ ép, đồng tiên các cũng không dám làm loạn. Binh lính dưới trướng Ngô Công Sơn đều là người của Ninh Vương lúc trước, binh cường mã tráng, đủ để bao trùm một phương, tạo cho đồng tiên các tiền vốn để tự lập. Đồng tiên các nhanh chóng thông qua mối quan hệ với tử kim động, sau đó gom địa bàn thành một nhóm, đổi lấy thương châu để làm nơi tự lập. Đồng tiên các có thể thành công làm như vậy, cố nhiên nhờ lực ảnh hưởng của trưởng môn tiền nhiệm tử kim động. Xét theo một trình độ nào đó, ba đại phái cũng cần có một lực lượng thế tục ngăn được hoàng quyền thế tục. Bởi vậy, có một vài thế lực giống như đồng tiên các ở nước Yến, cũng là vì có quan hệ với ba đại phái. Không có ba đại phái ngầm đồng ý, thế lực đó rất khó đặt chân. Ví dụ như Thiên Ngọc Môn muốn lấy được Nam Châu, trước đó phải nhận được sự tán thành của ba đại phái. Về phần quân đội tự lập của Ngô Công Sơn, trên cơ bản đều là thuộc hạ cũ của Ninh Vương ở nước Yến khi Ninh Vương còn sống, chuyên trị các phương không phục bên trong cảnh nội nước Yến. Quân đội tự trị sớm đã bị Ninh Vương Nam Trinh Bắc Chiến thu phục. Môn phái tu hành các nơi cũng ngoan ngoãn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, giúp nước Yến nhất thời cường thịnh, khiến các quốc gia xung quanh phải e ngại. Quốc nội nhất thống, cảm thấy không còn gì lo lắng, cộng thêm một số người trong triều không cam tâm bị Ninh Vương áp chế, cực lực xui khiến thương kiến hùng, ví dụ như phái đồng mạch, khiến thương kiến hùng ngo ngu muốn động Ninh Vương. Kết quả, Ninh Vương vừa chết, thuộc hạ cũ của Ninh Vương không cam tâm đền tội, tự thành lập quân đội của riêng mình ở phía đông và tây, mới biến nước Yến thành bộ dạng như bây giờ. Ba đại phái ngầm trách Thương Kiến Hùng vô năng, Thương Kiến Hùng lại đổ cho ba đại phái là nguyên nhân sâu xa của thảm họa. Người và người, lợi ích và lợi ích liên quan lẫn nhau, cực kỳ phức tạp. Sự việc bên trong không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Mặc kệ vừa rồi bị ba đại phái bức bách, chịu nhục như thế nào, vừa nghe khúc vân không gặp chuyện, thương kiến hùng cũng cảnh giác cao độ, ý thức được vấn đề không đơn giản. Dù sao ông ta cũng là hoàng đế nước Yến, là người trông coi cơ nghiệp của Tổ Tông. Ông ta là người không hy vọng nhìn thấy nước Yến sụp đổ nhất. Trong lúc kẻ địch bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào, Thương Châu lại xảy ra chuyện, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bầu không khí bên trong đại điện trong nháy mắt đã thay đổi. Ba đại phái hành động, Thương Kiến Hùng cũng ra lệnh cho điệp báo ti hành động luôn, nhanh chóng điều tra tình huống bên phía Thương Châu. Ba vị trưởng môn tạm thời ở lại Hoàng Cung, là vì tiện liên lạc với thương kiến hùng, kịp thời phân tích tình huống một cách toàn diện. Kết quả, chưa đến hai ngày, không cần phân tích, câu trả lời cũng đã có. Thương Châu làm phản, Ngô Công Sơn chết một cách kỳ lạ như thế nào thì không nói, em trai Ngô Công Sơn là Ngô Công Lĩnh, vốn là phó tướng của Ngô Công Sơn, đang nắm giữ binh quyền không nhỏ trong tay, cũng đã từng là thuộc hạ của Ninh Vương, lúc này đã toàn diện tiếp quản binh quyền Thương Châu. Sau khi giết một vài thân tín của Ngô Công Sơn, y đã xua binh đánh Nguyên Châu nước Yến một vị trưởng lão của đồng tiên các là đan đông tinh đã tạm thời tiếp nhận chức trưởng môn đồng tiên các đồng thời chu sát vợ con và đệ tử thân tín của trưởng môn tiền nhiệm khúc vân không lý do chu sát là để báo thù cho trưởng môn khúc vân đông nói thê tử khúc vân không có ý đổ đoạt chức trưởng môn hiệp mưu với một số người mưu hải khúc vân sơn mặc kệ người ngoài có tin vào lý do này hay không nội bộ đồng tiên các lại tin để báo thù cho trưởng môn bọn họ đã phối hợp với đại quân của ngô công lĩnh tiến hành công phạt nguyên châu nói đến cũng có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, tham gia vào việc này chính là huynh trưởng kết bái Toàn Thái Phong và tỷ tỷ kết bái Huệ Thanh Bình của hắn. Hai người không được như ý ở Nam Châu, chuyển đến Thương Châu lại đắc thủ, thành công nhấc lên sóng gió bên trong nước Yến. Đối mặt với tập kích, Nguyên Châu phản kháng trước tiên tất nhiên là không nói. Nhưng Nguyên Châu cũng như Định Châu, vừa điều rất nhiều người chống đỡ, vừa tham gia phòng ngự quân đội do hai nước Hàn, Tống bố trí. Trong tình huống này, lại đối mặt với thuộc hạ cố thân kinh bách chiến của Ninh Vương, Nguyên Châu làm sao có thể là đối thủ, liên tục bị đánh lui, chỉ có thể dùng chiến thuật tập kích quấy rối để kéo dài, chờ viện binh của triều đình. Việc Nam Châu tiến đánh Định Châu đã khiến kinh thành xôn xao một thời gian, một làn sóng bất ổn vừa mới được san bằng, một làn sóng khác lại nổi lên. Thương Châu bắt đầu tạo phản, khiến kinh thành bạo động. Trước khi triệu tập quần thần để nghị sự, Thương Kiến Hùng triệu tập đồng mạch đến ngự thư phòng. Đồng mạch có thể ổn định ở nước Yến, tất nhiên rất được Thương Kiến Hùng tín nhiệm. Phàm là chuyện lớn, Thương Kiến Hùng sẽ triệu tập ông ta đến bàn luận trước để có được chủ ý đại khái. Quân thần mật đàm, đồng mạch lo lắng trước có sói, sau có hổ. Chuyện Định Châu còn chưa giải quyết xong, Thương Châu đã xảy ra loạn, hỏi Thương Kiến Hùng đã giải quyết chuyện ở Định Châu như thế nào. Thương Kiến Hùng cũng không giấu giếm, đem chuyện ba đại phái bức bách ông ta cắt nhường lại ba quận, việc này khiến cho Thương Kiến Hùng rất hận. Nghe xong, đồng mạch suy nghĩ một lát, sau đó nói quân đội tập trung ngoài biên quan phòng ngự trọng binh hai nước hàn tống chính là nền tảng của đất nước mặc kệ phát sinh chuyện gì tuyệt đối không thể giao động một khi thả lỏng đại yến nhất định sẽ bị loạn thành một bầy thương kiến hùng nói thuộc hạ cố của ninh vương chính là hổ lang chi sư người của nguyên châu khó mà cản được người xung quanh cũng không thể làm gì chỉ có thể ngồi nhìn sợ là sẽ sinh kịch biến đồng mạch nói cho nên lúc này ba đại phái cần phải xuất lực thương kiến hùng không hiểu hỏi, mau nói rõ hơn. Đồng Mạch đáp, bọn gọ trách bệ hạ gây ra nạn binh ở Nam Châu, bệ hạ không thể trách bọn họ sao. Thương Châu vốn là hậu hoạn tử kim động nuôi ra, bệ hạ có thể dùng lý do này để chỉ trích tử kim động. Thương Châu đã trắng trận tạo phản, khi bệ hạ nói rõ lý lẽ, bọn họ khó mà trốn tránh được trách nhiệm. Đến lúc này, cũng nên bắt những đội quân tự lập mà bọn họ đã dung túng xuất lực. Nói đến đây, hai mắt ông ta nheo lại, thấp giọng nói tiếp, trọng binh đang tập trung tại biên ải tuyệt không thể động. Chúng ta thừa dịp này suy yếu thế lực của ba đại phái ở thế tục. Thương Kiến hùng như có điều suy nghĩ, hiểu ý của Đồng Mạch, khẽ gật đầu, biên quân bất động, nhân mã xung quanh Nguyên Châu toàn lực trì hoãn phản quân Thương Châu, bước đám quân đội tự lập của ba đại phái phải xuất binh để bình định, để bọn họ và phản quân lưỡng bại câu thương. Đồng Mạch gật đầu, không phải Thương Triều Tông có thể đánh sao? Đây cũng là lý do tốt nhất, nếu tình hình chiến đấu không ổn, chúng ta lại bước ba đại phái ép người Nam Châu đến để bình định có thể nhân cơ hội này tiêu diệt đám dư nghiệt của Ninh Vương. chương 905, Phản loạn 2. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Thương kiến hùng gật đầu, nhưng vẫn còn lo lắng, nhưng bức như thế nào đây? Người ta chịu xuất binh, chưa chắc đã chịu xuất tiền lương, lương thảo, sợ là triều đình vẫn phải bỏ ra. Quốc sự gian nan, trách nhiệm kiếm lương thảo còn phải nhờ đại tư không suy nghĩ tìm biện pháp. Đồng mạch không người, lão thần nghĩa bất sung từ, cũng đã nghĩ hết biện pháp, chỉ là làm khổ bách tính đại yến ta. Sau khi bàn bạc xong, Đồng Mạch rời đi trước, Thương Kiến Hùng cũng phải tham dự một cuộc họp tạm thời. Trong lúc chỉnh đốn lại trang phục, Điền Vũ nói: "Lần trước, chúng ta tập kết trọng binh khắp nơi trên cả nước chạy đến biên cảnh nước Hàn, số lượng lương thảo lấy được đã khiến Bách Tính không chịu nổi gánh nặng. Trong cuộc chiến định châu lại tiếp tục vơ vét một lần. Bây giờ, chúng ta không thể ép ra được đồ vật nào nữa. Lúc này, sợ là đại tư không muốn ra tay với phú hộ các châu phủ và kinh thành." Thương Kiến Hùng nói, người khác không cách nào bắt đám hào môn đó phun tiền ra, nhưng ông ta lại rõ ràng nhất. Không từ thủ đoạn cũng được xem là biện pháp, muốn duy trì vị trí của mình, ông ta nhất định phải làm. Có một số việc, đám trung thần làm không được, nếu để trung thần xử lý, sẽ gây nên phản ứng ngược. Nếu để ông ta đi, còn có thể ép những người kia không để xảy ra loạn. Điền Vũ gật đầu, vậy cũng đúng. Trong tĩnh thất, mùi thuốc lá lượn lờ. Thiệu Đăng Vân lẳng lặng đứng trước án thư, nhìn bức họa Ninh Vương treo trên vách tường. Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng quản gia Dương Song, "Lão gia." Thiệu Đăng Vân nói, "Vào đi." Cửa mở, Dương Song rũi đầu vào nhìn một chút, hơi ngoài ý muốn. Bình thường lão gia sẽ không nói chuyện trong này, hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Đóng cửa lại, lão bước đến sau lưng Thiệu Đăng Vân, hành lễ trả lời, "Lão gia, theo nguồn tin đáng tin cậy, chiến sự Định Châu không còn khó khăn, chắc trở nữa." ba đại phái đã ép thương kiến hùng nhường lại ba quận cho nam châu nhưng cũng không công khai nói rõ thiệu đăng vân nói cánh của tiểu vương ra đã cứng rồi trước đó ông vẫn luôn lo lắng nếu thương triều tông gặp phải khó khăn sẽ hiệu lệnh yêu cầu bọn họ hưởng ứng một khi xảy ra tình trạng đó ông ta sẽ lâm vào tình huống khó xử quan trọng là ông ta khó mà hưởng ứng đầu tiên ông ta đang nhận trách nhiệm rằng có với nước hàn một khi đại quân của ông ta xuôi nam phòng tuyến nước yến nhằm vào nước hàn sẽ xuất hiện một lỗ thủng lớn gây ra nguy hiểm cho toàn bộ nước yến tiếp theo thiên ngọc môn sẽ không bỏ mặc cũng may từ đầu đến cuối thương triều tông cũng không có ý định gọi ông ta hưởng ứng bây giờ thế cục đã quyết lo lắng hai đầu của ông ta đã giảm bớt một đầu về phần mối lo lắng còn lại không phải là con trai thiệu bình ba đối với đứa con trai này ông đã mệt mỏi đã hoàn toàn bỏ mặc ông ta cũng không thể làm chủ cho con trai của mình Năng lực của nó còn cao hơn ông, ông tin rằng không cần ông ta quan tâm, nó vẫn sống tốt. Bây giờ, nó sống tốt hay xấu ở nước Tấn, ông ta cũng không muốn xen vào nữa. Ông ta lo lắng là Thương Châu, nghe tin Ngô Công Sơn chết, ông ta thật sự chấn động. Dù sao, tất cả đã từng là thuộc hạ của Ninh Vương, cùng nhau sóng vai chiến đấu trên sa trường, làm sao mà không có giao tình. Thương Châu thế nào rồi?" Thiệu Đăng Vân hỏi, Dương Song nói, "Vẫn như vậy, đánh vào Nguyên Châu, nhân mã Nguyên Châu liên tục bại lui. Người Nguyên Châu không thể tránh chiến, chuyển sang dùng phương thức quấy dày để kéo dài, chắc là muốn trở viện binh triều đình đến. Thế cục trước mắt cũng không có gì thay đổi, nhìn chân dung của Ninh Vương, Thiệu Đăng Vân không khỏi thở dài một tiếng, chuyện gì xảy ra thế này. Năm đó, ai cũng vì Đại Yến mà đổ máu, rất nhiều người bách chiến hy sinh thân mình, ra ngựa bọc thây, vì bình định Đại Yến mà lập nên công lao hạng mã. Tại sao chỉ trong chớp mắt, bây giờ, những người còn sống đều trở thành loạn thần tặc tử của đại yến. Là chúng ta sai lầm rồi sao? Vương gia, vì sao đại yến không dung được chúng ta? Dứt lời, ông ta ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sau khi tuyết ngừng rơi, thiên địa bao phủ một lớp áo bạc. Trong hiên các, bên cạnh lò lửa, vừa mới xem xong một phần tài liệu tình báo, Thiệu Bình ba đưa tay gạt chồng văn kiện mật trên bàn sang một bên. Thành viên của Hắc thủy đài thường hay lấy đi phong thư cơ mật, xem xong thì đốt. Nếu không quá cơ mật thì để xếp chồng một bên trên bàn, Thiệu Bình Ba có thể đọc qua bất cứ lúc nào. Sau khi thành viên hắc thủy đài đốt xong thông tin cơ mật rồi rời đi, Thiệu Tam Tĩnh dâng trà nóng cho Thiệu Bình Ba đang trầm tư, hỏi dò chuyện lần này rất nghiêm trọng sao. Thiệu Bình Ba đáp, thương châu có biến, thiên hạ rúng động. Kịch biến này đủ để thay đổi thế cục thiên hạ, không phải chuyện Nam Châu tiến đánh Định Châu có thể so sánh được. Nam Châu đánh Định Châu là chuyện nội bộ nước Yến, tranh giành lợi ích, Nghiêu hữu đạo còn muốn mượn quốc thế nước Yến, người sáng suốt đều biết, sẽ không làm lớn chuyện. Nhưng chi biến ở Thương Châu thì không phải như vậy, đó là sự cấu kết trong ngoài, là làm phản. Người thông minh ai cũng biết, phía sau chuyện này đều có bóng dáng của hai nước Tống Hàn. Thiệu Tam tỉnh hỏi, thế thái thúc hùng, Thiệu Bình ba nhướng mắt, ánh mắt hơi có vẻ không vui. À, Thiệu Tam tỉnh vội sửa lại, là bệ hạ, không phải bệ hạ đang phái người tạo áp lực cho hai nước sao? Thiệu Bình Ba nhìn áo khoác lông ngân hồ trên người mình, đưa tay vuốt vuốt, nào chỉ bệ hạ không, theo tin tình báo của gián điệp Hắc Thủy Đài, nước Tề và nước Vệ đều đang tạo áp lực cho hai nước Hàn Tống. Trước mắt, ba nước phía Tây không ai muốn nhìn thấy bốn nước phía Đông phát triển an toàn, nhưng ngoài tầm với, hai nước Hàn Tống sẽ không để ý đến. Nước Tề thậm chí còn dùng chuyện không cung cấp chiến mã để uy hiếp, nhưng cũng khó mà khiến cho hai nước dao động. Trong lòng hai nước đều biết, bây giờ ngưng cung cấp cũng không sao thái độ giữa các nước với nhau vĩnh viễn trước khác nay khác chỉ cần hai nước đắc thủ nước tề cũng đành phải chấp nhận hiện thực mà thôi thiệu tam tỉnh hỏi tiếp nước triệu đang nằm ở vị trí chủ chốt thái độ của nước triệu như thế nào thiệu bình ba đáp nội bộ nước yến đang loạn thành bầy rất giống với tình trạng diệt phong của nước tần trước đây đây chính là cơ hội ngàn năm có một sau sự kiện diệt nước tần có cơ hội ăn như gió cuốn ai lại muốn bỏ qua hải vô cực chẳng phải loại ăn chay cũng muốn kiếm chén canh, chỉ là đang phải chịu áp lực của ba nước phía Tây mà thôi. Trước mắt, thái độ của ông ta vẫn không chắc chắn. Sáu nước đều muốn cầu cạnh ông ta, hải vô cực còn không thừa cơ kiếm chỗ tốt sao. Trước cứ kiếm được chỗ lợi rồi hãy nói. Đến lúc đó, có xuất binh can thiệp hay không, quyền chủ động đều nằm trên tay ông ta. Thiệu Tam tỉnh cảm thấy lo lắng, hỏi một khi nước Yến không kiên trì nổi, lão ra ở Bắc Châu chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Đây không phải là sự lo lắng vô duyên vô cớ chỉ dựa vào thiệu thị, sau khi nước Hàn đắc thủ, sẽ không buông tha cho thiệu đăng vân. Ta đang muốn nói với người việc này, bệ hạ đã nghĩ đến chuyện đó trước rồi, sẽ phái người đi tiếp ứng. Thiệu bình ba chống tay lên bàn đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, vấn đề bây giờ là phải cần phụ thân phối hợp. Nếu không, sẽ khó mà công khai cướp ông ấy ra được. Nhưng phụ thân sẽ không dễ dàng vứt bỏ huynh đệ bên dưới. Chúng ta không thể trực tiếp nói thẳng với phụ thân việc này. Bằng không, ông ấy nhất định sẽ từ chối. Cho nên, người hãy nghĩ biện pháp liên lạc với quản gia Dương xong, chỉ nói là vì lưu lại một đường lui cho phụ thân, hy vọng ông ta suy nghĩ cho phụ thân. Nhất định phải đả động được ông ta, để ông ta chuẩn bị tiếp ứng thật tốt, nội ứng ngoại hợp đem phụ thân an toàn đến nước tấn. Thiệu Tam tỉnh liên tục gật đầu, vâng, lão nô sẽ mau chóng sắp xếp. Thiệu Bình ba dựa vào lan can, chắp tay cười lạnh, lúc này, nhiều hữu đạo phiền phức lớn rồi. chương 906, ngăn cơn sóng dữ. Mao Lư Sơn Trang, Nghiêu Hữu Đạo đứng trên lầu các cao cao nhìn về phía xa. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên như thế, người trong Sơn Trang đều cảm nhận được kịch biến phong vân của nước Yến đã ảnh hưởng đến Mao Lư Sơn Trang. Nhất là công tôn bố, Nghiêu Hữu Đạo bảo ông ta tăng cường tìm kiếm tin tức từ hai nước Hàn Tống. Đứng chỗ cao thì sẽ có gió, quản phương nghi bước lên lầu các, phải áo theo gió tung bay, đến bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo đang chống kiếm mà đứng, lên tiếng nhắc nhở có nhìn thấy cái đỉnh bên kia không có người đang nhìn ngươi ngươi như vậy nàng ấy rất bất an nghiêu hữu đạo biết bà ta đang nói đến ai có chút phiền muộn rông bão sắp đến mây đen chuẩn bị đổ mưa xuống mao lư sơn trang tựa như con thuyền con trong cơn sóng gió quản phương nghi cảm nhận được áp lực bên trong lời nói của hắn không chỉ nàng ấy không thôi đạo ra ngươi là trụ cột của mọi người ngay cả ngươi cũng như vậy mọi người cảm thấy rất lo lắng ngươi hãy giữ vững tinh thần đi tới ta tin rằng phía trước không có con đường nào mà ngươi không vượt qua được như hữu đạo lắc đầu ta không phải thánh hiền chuyện đầu cơ trục lợi thì ta làm được nhưng ta chưa từng trải qua những chuyện có quy mô lớn trong lòng cũng không nắm chắc hồng nương nói thật ta đang nhìn tình huống mà làm ra ứng đối ta đang suy nghĩ một khi nước yến không gánh nổi nữa chúng ta nên đi đâu nhưng ta lại không có cách nào đem toàn bộ người đến nam châu quản phương nhi im lặng hiểu hắn đang phải chịu áp lực lớn như thế nào dưới xu thế này nam châu thật ra không chịu nổi một kích nam châu có thể đánh cũng gánh không nổi toàn bộ triều đình nước yến ngay cả triều đình nước yến còn không gánh nổi thù trong giặc ngoài làm sao hắn có thể gánh toàn bộ cường địch đánh vào nước yến chứ nếu đến mức như hắn nói đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ tất cả tâm huyết đổ vào nam châu trước đây đồng thời cũng phải từ bỏ một số người bà ta hiểu một số chuyện một khi đã làm sẽ không có cách cho những người bị từ bỏ một công đạo càng không có biện pháp đối mặt với lương tâm của mình đây là một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Khi gió ngừng thổi, có người bước lên lầu, là Viên Cương. Nhìn thấy Quản Phương Nhi cũng có mặt, hắn ta chỉ đứng ngay đầu cầu thang, không tiếp tục bước tới. Quản Phương Nhi quay đầu nhìn lại, lập tức khó chịu. Bà ta nhìn ra được, Viên Cương nhất định có chuyện cơ mật không muốn nói trước mặt bà ta. Bà ta ghét nhất là điểm này của Viên Cương. Sau khi xảy ra việc của Trần Bá, bà ta cũng mất đi quyền được lên tiếng ở một số phương diện. Thấy không khí không ổn, Nghiêu Hiếu Đạo quay đầu lại, nhìn quản phương nhi đang trừng mắt bĩu môi, không khỏi cảm thấy buồn cười, liền cầm kiếm ngoắc ngoắc viên cương. Lúc này viên cương mới bước đến, đưa cho hắn hai tờ mật tín. Mật tín thứ nhất, Nghiêu Hiếu Đạo quét mắt qua một lần, thuận miệng đáp không trả lời. Nói xong, liền đưa tờ mật tín cho quản phương nhi. Quản phương nhi lườm viên cương một cái, có vẻ như muốn nói, còn không đến tay ta sao. Bà ta cúi đầu xem nội dung, lập tức hiểu ra câu không trả lời của Ngưu Hữu Đạo là có ý gì, là đường nghi thông qua đường dây liên lạc giữa viên cương và nước vệ, đại diện làm thuyết khách cho nước vệ, khuyên nghiêu hữu đạo đến nương nhờ nước vệ. Đây không phải là lần đầu tiên đường nghi gửi thư đến. Lần nào nghiêu hữu đạo cũng không trả lời, viên cương lại càng thở ơ. Về phong thư thứ hai, là mật tín của đại tư đồ cao kiến thành của nước Yến. Gần đây nghiêu hữu đạo đang chú ý thế cục rất nghiêm túc, nên đã chủ động liên lạc với cao kiến thành. Đại ý trong thư là, liên quan đến nền tảng lập quốc, trọng binh phòng ngự đang tập kết ngoài biên cảnh không có khả năng rút về, không cho hai nước Hàn Tống có cơ hội đánh vào. Trước mắt, nhân mã châu phủ gần Thương Châu đang tiến hành chiến thuật tập kích quấy rối, giữ chân phản quân Thương Châu. Triều đình cũng đã thành công ép ba đại phái phải ra tay. Ba đại phái lại bước lực lượng quân đội tự lập các phương triệu tập nhân mã tiến hành vây quét phản quân. Mặc dù chư hầu các phương đã xuất binh, nhưng lại không chịu bỏ của cải của mình ra, gia nhân mã nhưng lại không muốn gánh chịu tiền lương, trở ngược bước triều đình phải cung cấp quân tư, lương mạt. Triều đình không thể không đồng ý, nếu không cung cấp quân lương, nhân mã chư hầu sẽ lấy cớ ăn không đủ no mà ngừng hành quân. Trước mắt, vấn đề quỹ quân sự này sẽ do đại tư không đồng mạch toàn quyền phụ trách. Trên người bách tính đã không còn vơ vét gì được nữa, mà uy lực lời nói của đồng mạch thì không thể coi thường. Sự ủng hộ của đám phú hộ đối với đồng mạch không nhỏ. Người một nhà vẫn nên làm gương trước, về sau, ông ta đã ra tay không chút lưu tình với những nhà không phối hợp, khai đao với đám hảo môn, có tội thì xử theo pháp luật, không có tội thì trực tiếp vụ oan, tịch thu tài sản, giết mười mấy nhân mạng trong một nhà, tổng lại giết cũng không ít người, trong đó có quan viên. Thương kiến hùng đối với việc này cũng mắt nhắm mắt mở. Đồng mạch đã chấn nhiếp không ít người, rốt cuộc cũng bước được rất nhiều phú hộ ủng hộ tiền bạc. Trong vòng 10 ngày đã kiếm được hơn trăm triệu kim tệ, không để cho cục diện mất đi khống chế, khiến thương kiến hùng vui mừng không thôi. Về sau, theo sự đề nghị của đồng mạch, hơn trăm triệu kim tệ này không giao hết cho viện quân chư hầu, bởi vì không thể cho nhân mã chư hầu ăn no, rồi cầm tiền không làm việc, chỉ lấy ra chừng một ngàn dùng trong lúc khẩn cấp, chia thành từng đợt, vừa đốc thúc, vừa để cho tốc độ hành quân của chư hầu không bị dừng lại. Chín ngàn kim tệ còn lại được triều đình bí mật mang đi giấu, phòng khi khẩn cấp. Đây là tuyệt mật của triều đình, chỉ có đại quan đứng hàng tam công trong triều là đại tư không đồng mạch, đại tư mã thương vĩnh trung, đại tư đồ cao kiến thành biết mà thôi. Tuyệt hơn chính là, đồng mạch cảm thấy dựa vào chi lực một mình nước yến không phải là biện pháp, cho nên ông ta thừa cơ kéo ba nước phía tây xuống nước luôn, để nước tấn đồng ý cho mượn binh khí, nước vệ đồng ý cho mượn lương thức, còn nước tề thì cho mượn 10 vạn chiến mã. Trước mắt, nước yến không bỏ ra nổi tiền, chỉ có thể mượn, về sau sẽ trả dần. Hiện tại, ba nước phía tây đang khẩn trương tìm kiếm vật tư, lần lượt đưa đến cho nước yến, trợ giúp nước tiến đánh bại mưu đồ của hai nước Hàn, Tống. Đồng Mạch có thể nói là nhân cơ hội này thu hoạch một món tiền làm nền tảng hùng hậu cho nước Yến, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Đồng Mạch nói là mượn, thật ra cũng chẳng có ý định trả lại. Tâm trạng thương kiến hùng rất vui, khen lão gừng càng già càng cay, là giường cột của nước nhà, tướng vị của Đồng Mạch càng lúc càng vững chắc. Cuối cùng còn thêm một câu, chiến sự căng thẳng, đại tư mã thương Vĩnh Trung vốn nên ở tiền tuyến, nhưng thương Vĩnh Trung lo lắng chiến sự bất lợi, sẽ ném trách nhiệm lên vai mình, cho nên mượn cớ không rời kinh. Thương Kiến Hùng cũng lo lắng năng lực của Thương Vĩnh Trung, vì thế cũng không ép buộc. Nói cho cùng, mặc kệ đồng mạch làm ra bao nhiêu việc, mấu chốt vẫn là chiến sự thành bại. Một khi đánh thua, rất nhiều đồ của mình cũng sẽ biến thành đồ của người khác. Cao Kiến Thành bảo Ngưu Hữu Đạo phải cẩn thận, đồng mạch hiến kế, một khi chiến sự bất lợi, sẽ bảo ba đại phái bức Nam Châu xuất binh tiêu diệt phản quân. Tâm tư đồng mạch rất ác độc. Một khi nhân mã Nam Châu rời khỏi địa bàn của mình, cho dù đánh thắng, chỉ sợ cũng khó mà trở về. Tiêu hao thực lực Nam Châu là đầu tiên, Nam Châu không có tài nguyên của địa bàn mình cung cấp, đồng thời bọn họ tùy thời có thể cắt đứt việc cung ứng cho Nam Châu, đại quân không còn thứ gì để ăn, sẽ có đi mà không có về. Sau khi đọc thư xong, Nhiều Hữu đạo âm thầm cảm thán. Mặc kệ đồng mạch ác độc đến cỡ nào, có thể thân cư tướng vị nhiều năm, đúng là không phải loại người ăn chay. Trong thời khắc quan trọng, vẫn còn có thể xoay chuyển tình thế, trèo chống con thuyền hỏng nước yến tiến lên. chương 907, dùng xích liệp điêu, như hữu đạo không đưa mật thư này cho quản phương nghi xem mà đưa thẳng cho viên cương xử lý. Viên cương liếc mắt nhìn quản phương nghi, sau đó quay người bước đi. Quản phương nghi không ngốc, biết tin mà viên cương mang đi rất tuyệt mật, lập tức hỏi, đạo ra, người không tin tưởng ta. Nghiêu hữu đạo mỉm cười đáp, người suy nghĩ nhiều rồi. Có một số việc, bây giờ người có biết cũng không có tác dụng. Người biết càng ít lại càng tốt, biết càng nhiều, dễ dàng khiến ta phân tâm hơn. Khi cần cho người biết, tất nhiên sẽ để người biết, chẳng có liên quan gì đến việc có tin tưởng ngươi hay không. Chuyện mà Cao Kiến Thành nói, thật sự không thể xem thường. Như hữu đạo sẽ không để cho bất kỳ người nào khác biết. Quản phương nghi bĩu môi, nói cho cùng cũng là không tin tưởng ta thôi. Dựa vào cái gì, có một số chuyện hầu tử được biết mà ta lại không thể biết. Đúng, càng ít người biết càng tốt cũng không sai về sau ta vất vả chút, để có mặt mũi như hầu tử. Nghiêu Hữu đạo nói, được rồi, ta cho các người một cơ hội công bằng, đơn giản chỉ là khảo nghiệm thôi. Ai làm được, về sau giao cho người đó chủ trì. Quản phương nghi mở to mắt, Hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Hố phân, Nghiêu Hữu đạo nói, ai có thể nhảy vào bên trong ở một ngày, về sau sẽ do người đó chủ trì. Quản phương nghi run lên, bà ta không bao giờ làm mấy cái chuyện buồn nôn như thế, xì một tiếng, biến thái hắn ta chính là biến thái như thế. Nghiêu hữu đạo xích lại gần mặt quản phương nghi, hắn ta có thể nhặt đồ rơi trong hố phân lên ăn, ví dụ như lá thư vừa rồi, ngươi làm được không? Nghe ý trong lời nói của Nghiêu hữu đạo, dường như viên cương đã từng làm qua việc này, quản phương nghi lập tức buồn nôn quá mức, giống như miệng của Nghiêu hữu đạo cũng có thể nhả ra phân, bất mãn nói ta là phụ nữ, hắn ta là đàn ông, so sánh với nhau chẳng công bằng gì cả. Tại sao ngươi không bảo hắn ta so sinh con với phụ nữ đi? Nưu Hữu Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, chịu không được biểu hiện của người phụ nữ này. Lúc thì nói nam nữ bình đẳng, lúc thì nói mình là phụ nữ. Trái phải gì cũng muốn mình có lý, thật ra chính là không nói đạo lý, một mình ngươi có thể sinh con không? Quản Phương nghi trừng mắt, nói nhảm, Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi tìm đàn ông để hỗ trợ sinh con, hắn ta tìm phụ nữ để hỗ trợ sinh con, không được sao? Điều kiện như nhau, một năm ngươi chỉ sinh được một đứa nhưng một năm hắn có thể sinh đến một trăm đứa, người lấy cái gì mà so. Quản phương nghi nhất thời không kịp phản ứng như hữu đạo có ý gì, chờ đến khi phản ứng kịp, bà ta im bặt, phát hiện mình rất khó mà cãi lý trước mặt người này, chỉ biết ném lại một câu, vô sỉ. Như hữu đạo cười ha hả, chợt ngẩng đầu lên không chung, chỉ thấy một con phi cầm từ đằng xa bay đến. Người đến không phải ai khác, chính là trưởng môn hoàng liệt của Đại Thiền Sơn. Hoàng liệt cũng biết tuân theo quy củ, cũng không tự tiện xâm nhập Mao Lư Sơn Trang, trước báo một tiếng ngoài cổng. Sau khi biết là Hoàng Liệt đến, Nghiêu Hiếu Đạo tất nhiên cho mời, đồng thời tự mình ra nghênh đón, nhưng đã bảo thủ vệ canh cửa gọi đoạn hổ đến trước, thì thầm vài câu vào tai đoạn hổ, sau đó đoạn hổ gật đầu rời đi. Nhận được sự cho phép, đám người Hoàng Liệt điều khiển phi cầm từ cổng bay lên, rơi xuống bên ngoài Mao Lư Sơn Trang. Có ba người đến, Hoàng Liệt, một trưởng lão và một đệ tử. Chủ khách không tránh khỏi chào hỏi nhau vài câu hoàng liệt cười rất tươi lo lắng trước đó không phát sinh lại còn có được lợi ích từ ba quận thuận lợi thuộc về đại thiền sơn như hữu đạo không nhúng tay vào sao có thể không cao hứng chứ? như hữu đạo mời vào trong hoàng liệt để hai người đi cùng vào trong trước còn ông ta thì mời như hữu đạo ra bên ngoài sơn trang một chút như hữu đạo vui vẻ đồng ý cùng với hoàng liệt dạo bước ngắm cảnh không có người ngoài như hữu đạo vào thẳng chuyện chính hoàng trưởng môn đến đây có việc gì không hoàng liệt không cười nữa thở dài, còn có thể là chuyện gì? Nước yến loạn thù trong giặc ngoài, biên giới đang bấp bênh, chẳng lẽ lão đệ không lo lắng chút nào sao? Sao chỉ có mình hắn lo lắng? Chỉ sợ toàn bộ môn phái tu hành của nước yến, bao gồm luôn cả ba đại phái, không có ai là không lo lắng cho thế cục. Như hữu đạo vừa đi vừa nói, lo lắng thì có ích gì chứ? Ngay cả nội bộ nước yến, chúng ta cũng khó mà giải quyết, huống chi là đối mặt với sự tham gia của các nước cường thế. Việc này không phải lực lượng của chúng ta có thể ngăn cản. Trời có sập xuống thì có núi cao đỡ lấy. Ba đại phái đứng mũi chịu sao, trước hết cứ để bọn họ ứng đối, còn chúng ta đứng nhìn rồi tính sau. Hắn không nói rõ mưu đồ của đồng mạch với Nam Châu. Hoàng Liệt nói, nước yến sụp đổ, chúng ta sao có quả ngon để mà ăn. Cường quyền chư hầu sao có thể dễ dàng tha thứ cho chúng ta tiếp tục chiếm lợi ích một phương chứ. Đương nhiên, lão đệ thì khác, bây giờ xem ra, vẫn là ánh mắt của lão đệ lâu dài. Người không cần địa bàn, cũng không cần dựa vào lợi ích của địa bàn để nuôi sống nhiều người. Người có thể bước ra dễ dàng, đi đâu cũng được, nhưng Đại Thiền Sơn ta nhiều đệ tử như thế, rời khỏi nước Yến, chúng ta có thể đi đâu để sống yên ổn. Thế lực chư quốc, ai có thể yên tâm để Đại Thiền Sơn ta tiến vào? Đối với mấy lời này, Nhiều Hữu Đạo cũng chỉ nghe cho có nghe mà thôi. Nói thì nói dễ lắm, nhưng hắn muốn rút người ra cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn, phù vân tông phải làm sao bây giờ chẳng lẽ bỏ luôn thương triều tông ở nam châu nếu làm như vậy chẳng khác nào vác đá ném chân mình về sau còn môn phái nào nguyện ý nghe lời hắn nữa chư hầu cũng sẽ không tín nhiệm hắn cho dù có thể bước ra sau này cũng chỉ cúi đầu nghe lệnh người khác tâm huyết bao nhiêu năm bị đốt trụi bởi một mồi lửa thì không nói đến lúc đó hắn chỉ biết bán mạng cho người khác chẳng khác nào thân bất do kỳ Hoàng Liệt nói, nghe nói đích thân ra mà tham gia bên phía Thương Châu không phải ai khác, chính là huynh trưởng kết bái Toàn Thái Phong và tỷ tỷ kết bái Huệ Thanh Bình của lão đệ, giống như bọn họ không thể kiếm lợi ở chỗ của ngươi nên đi vòng qua Thương Châu, kết quả lại đắc thủ ở Thương Châu, thành công nhấc lên phân tranh. Hai người bước lên một ngọn núi, sau đó đứng song song nhìn về phía xa. Ngưu Hữu đạo chống kiếm, lắc đầu nói, lời giải thích này quá phiến diện. Bây giờ xem ra, chỉ có thể nói là sớm có dự mưu. Nếu không, làm sao Thương Châu có thể trong thời gian ngắn nói làm phản là làm phản được. Có thể thấy sớm có người để mắt đến trăm ngàn lỗ thủng ở nước Yến. Hoàng Liệt gật đầu, cảm thấy rất có lý. Nếu không chuẩn bị chu đáo trước đó, cho dù Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình có thể đắc thủ ở Thương Châu, sự việc cũng không bạo phát nhanh như vậy. Khúc Vân Không và Ngô Công Sơn, một trưởng môn môn phái tu hành tỏa chấn Thương Châu, một là đầu lĩnh lực lượng quân đội tự lập, nếu không có kế hoạch chặt chẽ, không phải nói giết là có thể giết. Trước khi Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình đến Thương Châu, hẳn bên Thương Châu đã sớm có sự chuẩn bị. Kể từ đó, có thể thấy được mục đích của hai người kia đến Mao Lư Sơn Trang, chính là muốn dùng Nam Châu quấy rối nội bộ nước Yến, chứ thật ra Nam Châu không phải là quân cờ chủ yếu. Mục đích lần này đến đây của Hoàng Liệt là muốn tìm hiểu xem Nghiêu Hữu Đạo chuẩn bị làm thế nào để đối mặt với thế cục. Ông ta cũng biết Nghiêu Hữu Đạo không cam tâm từ bỏ Nam Châu. Lúc này hai bên không tồn tại bất cứ mâu thuẫn gì, mục đích nhất trí, đều muốn bảo trụ Nam Châu. Xét theo một góc độ nào đó mà nói, Đại Thiền Sơn cũng công nhận năng lực của Ngưu Hữu Đạo, hy vọng Ngưu Hữu Đạo có biện pháp hóa giải. Nhưng trước mắt, Ngưu Hữu Đạo quả thật không có biện pháp. Triều đình nước Yến còn chưa đến lượt hắn khoa chân múa tay, lại càng không cần phải nói đến hai nước Hàn Tống. chương 908, theo dõi một cuộc chiến giữa các nước, cục diện quá lớn, tình huống nắm giữ cũng có hạn, không cách nào đưa ra phán đoán hữu hiệu. Trước mắt, thực lực của hắn còn chưa đủ để lay chuyển cái gì. Không có được đáp án, Hoàng Liệt cũng chưa vội rời đi. Nghiêu Hữu đạo giữ khách, ông ta cũng đồng ý ở lại một đêm. Khi cùng với Nghiêu Hữu đạo trở lại Mao Lư Sơn Trang, ánh mắt Hoàng Liệt bỗng nhiên co rụt, chú ý đến một bóng người quen thuộc, một người đàn ông áo bông đang dựa vào lan can. Lúc trạng vạng tối, một con kim xí bay vào bên trong một gian phòng. Trong phòng, công tôn bố đột nhiên quay đầu nhìn con kim xí vừa mới đậu trên bệ cửa sổ, con kim xí rút lên, ánh mắt tìm kiếm trong phòng. Biểu hiện công tôn bố liên tục thay đổi, nghe được động tính, bên ngoài có một đệ tử bước vào, đang định ôm lấy con kim xí, công tôn bố liền ngăn lại, phát tay ra hiệu đệ tử đó lui ra. Đệ tử nhận lệnh thối lui, điều này cũng không làm cho gã suy nghĩ, có lẽ là cơ mật không muốn người ta hỏi đến. Bây giờ ngũ lương sơn phụ trách phương diện này, tất phải hiểu quy củ. Không để ai cầm, công tôn bố tự mình ôm lấy con kim xí từ trên bệ cửa sổ bước vào viên gia lại xuất hiện rồi đoạn hổ nhanh chóng tiến vào phòng viên cương thấy viên cương liền chỉ chỉ về phía ngũ lương sơn có ý riêng y vừa mới trở về không bao lâu đột nhiên nhận được tin tức ngũ lương sơn chuyển đến lập tức chạy đến gặp viên cương đầu tiên viên cương đang lau tam hống đao ánh mắt lóe lên lạnh lùng nói nhanh theo kế hoạch dự định lập tức để ngô tam lượng và lôi tông khang đuổi theo dùng xích liệp điêu vâng đoạn hổ nhanh chóng quay người chạy như bay viên cương cầm đao Vắt ngang trước mắt, nhìn cái bóng của mình trên thân đao bóng loáng, tâm trạng nặng nề. Thời gian trước, hắn ta có cài người của mình vào nội bộ ngũ lương sơn, tiến hành sắp xếp lại tin tức qua lại của ngũ lương sơn, lập tức phát hiện điểm bất thường. Sau thời gian mau lưu sơn trang tập kích không bao lâu, đã có một con kim xí bay đến chỗ công tôn bố. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, ai mà chẳng có chuyện riêng của mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng với vị trí của công tôn bố thì không thể coi thường nghiêu hữu đạo đã phó thác việc trông nom nhà cửa cho hắn ta hắn ta không thể không cẩn thận về sau hắn ta âm thầm loại bỏ tất cả kim xí của ngũ lương sơn căn cứ theo thời gian kim xí có ở chuồng hay không mà sắp xếp sau đó hắn ta phát hiện kim xí mà công tôn bố dùng để liên lạc không phải là kim xí thuộc ngũ lương sơn nhưng cơ hội đã bị bỏ lỡ con kim xí kia đã bay đi không thể điều tra được manh mối nhưng hắn ta tin rằng kim sĩ có liên quan đến công tôn bố sẽ không xuất hiện một lần, nhất định sẽ còn có lần thứ hai. Thế là, hắn ta đã nhanh chóng triển khai bố trí bí mật. Một khi kim sĩ kia xuất hiện, hắn ta sẽ tiến hành khóa chặt. Kết quả, vừa bố trí chưa được bao lâu, nó lại xuất hiện lần nữa. Dưới trời chiều, một con kim sĩ từ tông viện Ngũ Lương Sơn bay ra ngoài, vừa mới đến gần khu rừng, đã bị một con hắc liệp điêu đuổi theo. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng đều nằm sát trên lưng xích liệp điêu, đưa mắt nhìn theo điểm đen đã bay xa nhà bếp nam sơn tự đang bận rộn hoàng liệt đến nhất định phải mở tiệc khoản đãi nghiêu hữu đạo đích thân làm chủ thời gian này quản phương nghi hay ra vào phòng nghiêu hữu đạo trong trường hợp này bình thường bà ta hay đi cùng khi hai người vừa bước đến dưới hiên quản phương nghi giống như có vẻ tùy ý hỏi lôi tông khang và ngô tam lượng đột nhiên muốn dùng xích liệp điêu rời đi có phải ngươi lại sắp xếp bọn họ xử lý chuyện gì lén lút hay không nghiêu hữu đạo ồ một tiếng có chút ngoài ý muốn. Hắn thật sự không biết chuyện Viên Cương âm thầm bố trí. Đầu tiên, những chuyện nằm trong khả năng mà giao cho Viên Cương đi làm, hắn thật sự rất yên tâm. Viên Cương là người gì, hắn biết rõ, sẽ không có vấn đề. Tiếp theo, không có chuyện gì là Viên Cương không cẩn thận báo lại cho hắn biết. Nếu còn chưa nắm giữ được tình huống nhất định, Viên Cương sẽ không dễ dàng để cho hắn phân tâm, tránh hao phí tinh lực của hắn. Tinh lực của một người luôn có hạn, nhất là trong thế cục trước mắt, nhưng, nghe Quản Phương Nghi mật báo, trong lòng như hữu đạo ít nhiều vẫn chấn động. Phi cầm cỡ lớn không phải là đồ rẻ, giá trị của nó không nhỏ. Một khi bị tổn thất, đó là cái giá trên trời. Trong toàn bộ Mao Lư Sơn Trang, người có quyền sử dụng cũng chỉ có ba người, ngoại trừ hắn, thì chỉ có Quản Phương Nghi và Viên Cương. Quản Phương Nghi đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhất định không phải Quản Phương Nghi sử dụng quyền hạn của mình. Hai người Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng cũng sẽ không dễ dàng nghe Quản Phương Nghi điều khiển mục tiêu đã rõ ràng nhất định là viên cương đã ra lệnh cũng không phải hắn không tin viên cương đối với viên cương hắn tuyệt đối tin tưởng nghiêu hữu đạo chỉ có chút hiếu kỳ không biết viên cương sử dụng xích liệp điêu để làm gì hắn ý thức được sự việc không bình thường nếu không sử dụng hắc ngọc điêu là được không đáng để sử dụng xích liệp điêu có giá trị cao như thế quản phương nhi cũng không có ý gì khác tuy viên cương có quyền sử dụng phi cầm cỡ lớn nhưng phi cầm cỡ lớn của mao lư sơn trang thuộc về bà ta dùng đồ của bà ta tất nhiên sẽ không gạt được bà ta bà ta cũng không ý thức được hành vi làm người của viên cương cho dù nghiêu hữu đạo có âm thầm làm việc cũng nên nói bà ta một tiếng nghe quản phương nghi nói như vậy nghiêu hữu đạo tạm thời để bà ta sang một bên đến viện tử của viên cương trước viên cương đang đứng trung bình tấn để luyện thể nửa ngồi nửa đứng không nhúc nhích chẳng khác nào thạch điêu nghe tiếng chống kiếm quen thuộc bước vào viên cương mở mắt ra nhìn nhưng vẫn ngồi xổm không nhúc nhích như cũ Nhiêu hữu đạo dừng bước, hai tay chống kiếm trước bụng, nhìn chằm chằm đối phương, nhìn ra được hắn ta đang có tâm sự, cũng không thở ra hít vào như bình thường, có lẽ hơi bị phân tâm, liền hỏi có phải có chuyện gì hay không. Viên cương ngược lại hỏi một câu, lôi tông khang và ngô tam lượng. Nhiêu hữu đạo nhẹ gật đầu, viên cương thở vào một hơi, chậm rãi thu công, suy nghĩ nên nói như thế nào, cuối cùng chậm rãi lên tiếng, có một con kim sĩ không rõ lai lịch có liên lạc với công tôn bố. Lần trước sau khi Sơn Trang bị tập kích, ta đã phát giác ra, nhưng phản ứng lúc đó của ta quá chậm. Vừa rồi, nó lại xuất hiện lần nữa, do lần này ta đã có sự chuẩn bị, nên đã phản ứng kịp. Như hữu đạo hiểu ra, hầu tử phái người đuổi theo con kim xí, sí. muốn biết được nguồn gốc của con kim xí sí này là từ đâu, không khỏi cao mày, người hoài nghi công tôn bố có vấn đề. Trải qua mấy năm quan sát, hắn không cho rằng công tôn bố có vấn đề. Hắn vẫn tin vào ánh mắt và sức phán đoán của hắn công tôn bố cũng không cần thiết phải phản bội hắn, rời khỏi hắn, ngũ lương sơn cũng khó mà có đường ra tốt. Thân là trưởng môn một phái, không lẽ lại không rõ đạo lý này. Viên cương nói, ta chỉ muốn xác nhận một chút, cũng là để có câu trả lời với ông ta. Nghiêu Hữu đạo hỏi, chuyện xảy ra khi nào, giữa hai người không cần phải nói quá rõ, tất cả đều hiểu ý của đối phương. Viên cương biết Nghiêu Hữu đạo đang hỏi hắn ta hoài nghi công tôn bố khi nào, liền nói khi bách lý yết đột nhiên đến, công tôn bố có chút khác lạ, lập tức cài người vào trong ngũ lương sơn ngay. Lúc này, như Hữu Đạo mới biết Viên Cương đã âm thầm cài nhóm người đầu tiên vào ngũ lương sơn. Trước đó, Viên Cương không nói cho hắn biết, hắn cũng không để ý. Nên làm thế nào, Viên Cương tự có cân nhắc, khi nào không cân nhắc và nắm chắc được, hắn ta sẽ tự tìm hắn để nhờ hỗ trợ. Về phương diện này, Nghiêu Hữu Đạo sẽ không can thiệp. Viên Cương có quyền tự chủ cho mình, im lặng một chút. như Hiếu Đạo nhắc nhở, không có chứng cứ, lại là người một nhà, người nhớ có chừng mực. chương 909, theo dõi 2. Vâng, viên cương gật đầu, hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo, mạng lưới tình báo của Mao Lư Sơn Trang đều giao cho Ngũ Lương Sơn chủ trì. Động vào trưởng môn Ngũ Lương Sơn, một khi sự việc bại lộ, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở thêm một câu, thuận tiện lưu tâm nội bộ của Ngũ Lương Sơn luôn. Nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xem ai có thể ổn định được thế cục của Ngũ Lương Sơn hắn biết viên cương không phải là người bắn tên mà không có mục đích hắn tin tưởng vào sự nhạy cảm và tố chất chuyên nghiệp hơn so với người thường của viên cương về mặt này viên cương mạnh hơn hắn rất nhiều công tôn bố đã bị viên cương theo dõi hắn không thể không có tính toán khác nếu chẳng may công tôn bố thật sự làm phản nội bộ ngũ lương sơn nhất định phải có người đứng ra chủ trì cục diệt không thể để cho mạng lưới tình báo thành lập nhiều năm cứ như vậy mà mất đi vất vả lắm mới tiến vào quỹ đạo nếu muốn một lần nữa tái tạo lại không biết phải mất thời gian bao lâu. Viên cương lại gật đầu, trong lòng ta tự có nắm chắc. Nếu đã nắm chắc, như hiếu đạo cũng không nói gì thêm, chống kiếm quay đi, buông tay cho viên cương tự mình xử lý. Sau khi rời khỏi phạm vi nhất định của Mao Lư Sơn Trang, không cần lo lắng bị người ta nhìn thấy, trên không trung đã chính thức diễn ra một cuộc truy đuổi. Không ra tay cũng không được, trời sắp tối rồi, nếu để trời tối, sẽ không nhìn thấy được gì. Xích liệp điêu ra sức vô cánh, bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành, đuổi theo điểm đen đằng trước. Một con kim xí dần dần xuất hiện trong tầm mắt của lôi tông khang và ngô tam lượng. Càng đến gần, kim xí dường như cũng phát hiện có mãnh cầm truy kích, vội vàng gia tăng tốc lực nhưng trung quy vẫn không nhanh bằng tốc độ của xích liệp điêu. Khi kim xí lao xuống, lôi tông khang thả người bay lên, sau đó lao xuống bắt đầu truy kích, cuối cùng một tay bắt được con kim xí. Sau khi cân bằng, gã hạ tốc độ, lao xuống con xích liệp điêu đang vỗ cánh bay đến nhảy xuống lưng con xích liệp điêu, lôi tông khang và ngô tam lượng nhìn nhau, sau đó móc ra một cái bình xứ nhỏ, mở nắp, cho ngón tay vào quẹt một lớp cao trong suốt, sau đó bôi lên lưng con kim xí, bao gồm luôn cả lông bên dưới. Thứ này là viên cương cho bọn họ, là do hắn ta lấy được từ hiểu nguyệt các. Biết nghiêu hiểu đạo bị hiểu nguyệt các truy sát, đồng thời cũng biết được hiểu nguyệt các có món đồ vô sắc vô vị rất thích hợp để theo dõi, viên cương lại am hiểu cách theo dõi và phản theo dõi, tất sẽ không bỏ lỡ dù sao bên này đã mở miệng hiểu nguyệt các cũng không thể chút mặt mũi cũng không cho viên cương và ngưu hữu đạo đã thông đồng với nhau dùng danh nghĩa của ngưu hữu đạo để yêu cầu hiểu nguyệt các quả nhiên là đạt được thứ này vô sắc vô vị so với tầm hương điều thì tốt hơn nhiều hiệu quả bay hơi kéo dài hơn là bí phương độc môn của hiểu nguyệt các sau khi bôi lên mô tam lượng ra hiệu lôi tông khang thả con chim ra lôi tông khang hơi do dự nhìn mật tín nơi ống chân con kim xí hỏi sao không mở ra xem thử nếu có vấn đề gì thì có thể tìm được đáp án." Ngô Tam Lượng lắc đầu, "Thôi đi, viên gia đã căn dặn, không được tùy tiện đụng vào. Nói không chừng bên trong có bố trí mấy thứ trang bị phản gián mà chúng ta không biết. Một khi bị động, rất dễ dàng gây ra chuyện xấu." Trang bị phản gián, Lôi Tông Khang hoài nghi, "Đây là lần đầu tiên gã nghe nói đến thứ này, nhưng đại khái cũng có thể nghe ra tác dụng của nó." Ngô Tam Lượng gật đầu, viên gia còn nói, "Nếu đã là mật tín, không có ký hiệu và biểu tượng để so sánh, chỉ dựa vào một phong thư, căn bản không cách nào giải mã ra được nội dung mật tín, có mở ra xem cũng vô dụng thôi. Cho nên đừng động vào, tránh đánh rắn động cỏ. Lôi Tông Khang chậm rãi gật đầu, nói có lý, vẫn là viên gia nghĩ chu đáo. Nếu viên gia đã nói như vậy, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Dứt lời, hai tay gã buông lỏng, thả con kim xí vừa mới bắt. Con kim xí được thả, vội vàng vỗ cánh bay xa. Viên Cương không cho hai người theo dõi quá gần ngô tam lượng xử lý vật thể trong suốt trên ngón tay sau đó hai người ngồi trên con xích liệp biêu chuẩn bị dịch dung hết thảy đã sẵn sàng ngô tam lượng từ trong túi ra bên hông rút ra một con chuột là chuột đồng con chuột này có lông màu xám mũ mỉm, mũi to đầu to bắt đầu hếch mũi ngửi vào trong không khí trong lúc mao Lưu sơn trang tổ chức tiệc đãi khách chủ khách trong bữa tiệc nói chuyện rất lâu có hai người đang tiến hành truy tìm trên bầu trời có khi gặp phải mây đen sấm sét viên cương vẫn tỏ ra bình thường đoạn hổ thì im lặng chờ đợi bên trong mao lư sơn trang viên cương đã bàn giao nhiệm vụ vừa có tin tức là lập tức báo cho hắn ta ngay khi chân trời lộ ra tia nắng ban mai phía trước xuất hiện một khu vực khiến ngô tam lượng và lôi tông khang phải nhìn nhau nơi này bọn họ quá quen thuộc là thành trích tinh thương lượng một hồi khi đến gần thành trích tinh ngô tam lượng nhảy xuống lướt vào thành trích tinh lôi tông khang khống chế xích liệp điêu thay đổi phương hướng tìm kiếm chỗ ẩn thân đồng thời cho xích liệp điêu ăn để khôi phục thể lực. Nơi mà xích liệp điêu nghỉ ngơi khiến lôi tông khang có chút cảm khái, là một khu vực hoang dã bên trong một khu rừng. Nơi này đã từng phát sinh một cuộc xung đột, gã còn bị nhiều hữu đạo đả thương. Bây giờ mọi người đều yên ổn, chứng minh quyết định của đại tỷ là không sai, nhưng người làm ra quyết định đi theo nghiêu hữu đạo là đại tỷ đã an nghỉ sâu dưới lòng đất. Thành trích tinh, ngô tam lượng đã cải trang đi dạo trong thành, trong tay áo còn nắm con chuột đồng, âm thầm đi theo hướng mà con chuột đã chỉ cuối cùng, ngô tam lượng dừng lại trước một cửa hàng có treo tấm bảng thuận phong đường. gã cũng không lạ gì cửa hàng này. đây là một nơi giúp người ta làm mấy việc vật để kiếm tiền. gã tiến vào thuận phong đường để quan sát, giả bộ hỏi thăm trưởng quỹ giá làm mấy công việc vật đó là như thế nào. trong lòng gã có chút bất đắc dĩ. theo như hắn biết, người của thuận phong đường không nhiều cũng không ít. gã không tiện hỏi trực tiếp, tránh đánh rắn động cỏ. nói chuyện với trưởng quỹ một hồi, có một người bước ra từ đằng sau hậu đường rõ ràng là đeo mặt nạ. Con chuột trong tay áo Ngô Tam Lượng hơi động đậy, sau đó trở lại bình thường. Ngô Tam Lượng đột nhiên ý thức được, con chuột không phải vô duyên vô cớ động đậy. Vừa rồi người kia chắc chắn đã tiếp xúc với con kim xí có mùi đặc biệt, rất có thể cũng đã nhuốm mùi đó trên thân, khiến cho con chuột đồng có phản ứng. Nói thêm hai ba câu, Ngô Tam Lượng trả giá, khiến trưởng quỹ lắc đầu, nói thuận phong đường ghi giá công khai, không cần trả giá. Ngô Tam Lượng mượn cơ hội này mà rời đi vừa mới ra khỏi thuận phong đường, gã lập tức nhìn chung quanh, nhanh chóng nhìn thấy người kia, liền vội vàng đi theo. Gã không có cách nào hành động đối với thuận phong đường, chỉ có thể nhìn chằm chằm một đối tượng. Theo dõi một hồi trong đám người, gã phát hiện đối phương bước vào một cửa hàng bán đan dược lớn nhất trong giới tu hành, là cửa hàng Linh Tông. Gã đến đằng trước cửa hàng Linh Tông để quan sát sơ bộ, phát hiện mục tiêu hình như đang mua sắm thứ gì đó. Ngô Tam Lượng không dám tiến vào, bởi vì vừa rồi gã đã xuất hiện ở thuận phong đường, đã chạm mặt đối phương. Nếu gặp nhau lần nữa, rất dễ khiến đối phương hoài nghi. Lúc trước, viên cương đã tiến hành bổ túc cho cả ba người bọn họ kỹ năng theo dõi và phản theo dõi, bây giờ đã có đất dụng võ. Nói ra cũng có chút hoang đường, sở dĩ viên cương tiến hành huấn luyện đoạn hổ, lôi tông khang và ngô tam lượng về phương diện này cũng là bất đắc dĩ. Như hữu đạo có cấp bậc cao, không thích hợp làm mấy chuyện phàm phu tục tử. Viên cương cũng không thể chuyện gì cũng tự thân xuất mã, một mình bận quá không làm nổi, cần một số tu sĩ làm thay. Mà ba người này cũng tương đối đáng tin cậy, cho nên, để có thể giúp cho ba người phát huy đầy đủ hiệu suất làm việc, hắn ta đã tiến hành đặc huấn trong nhiều tình huống khác nhau cho bọn họ. chương 910, nói thẳng, Ngô Tam Lượng bước nhanh đến chỗ chỗ rẽ nơi góc tường, cầm bình xứ nhỏ trong tay, ngón tay dính chút cao trong suốt, nhấc chân đạp vào mặt tường, giống như đang phủi bụi ở mặt dày chất cao trong suốt thuận thế dính lên trên mũi giày, gã lại đi qua góc rẽ. Khi đi ngang cửa hàng Linh Tông, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại trên bậc thang đầu tiên bên ngoài cánh cửa một vết tích không rõ ràng. Sau đó, gã điềm nhiên đi lướt qua cửa hàng, không để lộ bất kỳ điều gì khác thường. Khi đã cách cửa hàng xa một chút, gã đứng lại một chỗ ven đường bên trong thành trích tinh, Lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, mục tiêu từ cửa hàng Linh Tông bước ra, một chân bước qua cánh cửa, không ngoài ý muốn đạp lên bậc thang thứ nhất bên ngoài đạp chúng thứ mà ngô tam lượng đã cố ý để lại bản thân mục tiêu cũng không phát hiện bất cứ điều gì lạ thường sau đó ngô tam lượng bắt đầu đuổi theo kết quả gã phát hiện đối phương ra khỏi thành trích tinh ban ngày vùng núi này không có cây cối che chắn nếu theo dõi rất dễ bị phát hiện ngô tam lượng nhìn chằm chằm phía trước từ bỏ việc theo dõi gã quay lại thành xử lý đôi giày bằng cách thay đôi giày khác sau đó trở lại nơi đã để mất mục tiêu khí tức còn sót lại nhiều chỗ khiến cho khứu giác con manh thử bị loạn, dễ sinh ra phán đoán sai lầm, nhưng Ngô Tam Lượng vẫn trực tiếp đi thẳng theo hướng mục tiêu rời đi, đến những chỗ ven đường để lại mùi cao rõ ràng nhất. Đi thẳng một đường, gã đến một nông trại ngựa dưới chân núi. Sau khi có được phán đoán sơ bộ bên ngoài nông trại, Ngô Tam Lượng mua một con ngựa, sau đó tiếp tục chạy theo hướng có mùi. Một đường chạy đi, Ngô Tam Lượng phát hiện mục tiêu cách nơi hẹn gặp mặt giữa gã và lôi tông khang không xa. Khi đến gần, ngô tam lượng chuyển sang một hướng khác chạy đến khu rừng đã hẹn gặp được lôi tông khang hai người lại thảo luận một phen sau đó tiếp tục cưỡi ngựa đi theo hướng của mục tiêu một lát sau lôi tông khang cũng khống chế xích liệp điêu chậm rãi bay lên không trung từ trên cao nhìn xuống chấm đen dưới đất băng qua vùng đất hoang dã bước lên quan đạo khí thức còn sót lại của mục tiêu rất rõ ràng chắc là thuận theo quan đạo mà đi ngô tam lượng vội nhanh chóng đuổi theo ngựa mệt gặp được dịch chạm gã liền đổi một con ngựa khác lại tiếp tục truy đuổi. Khi đi đến một khu vực có núi non trùng điệp, sương mù lượn lờ, một tam lượng kìm con ngựa đang thở hổn hển, có chút không xác định được nhìn lối vào một khe núi. Theo hướng manh thử đã tìm, đối phương hẳn đã tiến vào chỗ này. Mặc dù gã chưa từng đến đây, nhưng cũng không lạ lắm, độ vân sơn. Đây chính là địa bàn của một đám yêu tu, tự tiện xông vào, nhất định sẽ bị phát hiện. Gã không dám tiến vào, tiếp tục phóng ngựa đi lên. Gã chạy ra khỏi khu vực, tìm một nơi dừng lại, tụ họp với lôi tông khang đang từ không trung hạ xuống. Lôi tông khang treo một tờ mật tín lên người con kim sĩ, sí, sau đó thả đi, còn hai người thì ẩn núp. Bất luận là thuận phong đường hay là độ vân sơn, hai người đều không cách nào theo dõi, chỉ có thể đem mọi chuyện báo lại cho mau Lư Sơn Trang, chờ bước chỉ thị kế tiếp của viên cương. Trong phủ đại tư không yên kinh, một đám quan viên đang ngồi. Dầm dầm dầm, đồng mạch ngồi trên cao nhất vỗ bàn ba lần, chỉ vào một đám quan viên mà gian dậy quốc nạn đang lâm đầu, yêu cầu tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Có mấy lời, đồng mạch không tiện làm rõ trước mặt mọi người, chỉ nói giữ được nước yến thì mọi người mới có cơm ăn. Nếu không giữ được, cháu cũng không có mà hút, những gì vơ vét được trước kia phải nhả ra cho người khác. Lúc này, nếu ai dám hủy đi công sức của ông ta, ông ta sẽ đem cả nhà người đó nghiền thành xương vụn. Có mười mấy vụ huyết án trước đó, đại tư không phát huy, một đám câm như hến, sau đó khung núm phụ họa theo. Nhân mã triều đình nước Yến còn đang quần nhau với phản quân Thương Châu, viện quân chư hầu triều đình còn đang trên đường. Đối với nội bộ rối loạn, triều đình nước Yến vẫn bất động, giữ vững áp lực trong thời khắc quan trọng. Trọng binh phòng ngự ngoài biên cảnh với hai nước Hàn Tống không hề có dấu hiệu bình định, mặc cho phản quân tàn phá bừa bãi. Đại quân giao chiến trên đất của Bách Tính, không biết có bao nhiêu người đã phải rời bỏ quê hương. Cảnh tượng thê thảm khi chạy nạn không cách nào hình dung. Thức ăn thì không có, bệnh hoạn cũng không có thuốc chữa thi thể nằm vắt giữa đường, người quần áo tả rơi khóc suốt mướt có thể nhìn thấy khắp nơi. Triều đình nước Yến hoàn toàn không để ý đến những nạn dân bị liên lụy này. Chiến sự nổ ra, nhân mạng mạt như cỏ. Không ít nạn dân bất đắc dĩ, vì sống sót mà vào rừng làm cướp, càng thêm thê thảm. Ba nước tấn, vệ, tề tăng cường vận chuyển lương thực và vũ khí cho nước Yến. Một đám tu sĩ của ba nước phía Tây đã đến cảnh nội nước Yến trước, hiệp trợ nhân mã triều đình nước Yến chống đỡ tu sĩ của hai nước Hàn Tống thật sự cũng chẳng còn cách nào nước yến vốn đang loạn thù trong giặc ngoài muốn dựa vào chi lực một nước để đối phó với hai nước hàn tống là quá khó trọng binh phòng ngự tập kết ngoài biên cảnh cần rất nhiều tu sĩ tham gia đại bộ phận đệ tử ba đại phái và tu sĩ không ít môn phái bên trong nước yến đều phụng mệnh ba đại phái tham gia vào cuộc chiến rằng co giữa các đại quân nếu không chỉ dựa vào nhân mã triều đình là không ngăn nổi nước yến đang dùng lực của một nước rằng co với hai nước hàn tống chỉ cần hai nước dám đánh sẽ cùng với hai nước lưỡng bại câu thương nội bộ nước yến trống rỗng phản quân thương châu có tu sĩ hai nước hàn tống gia nhập không có tu sĩ ba nước phía tây đến hiệp trợ thủ quân các châu sẽ không ngăn được mao lư sơn trang cũng nhận được cảnh cáo của ba đại phái yêu cầu nam châu toàn lực phối hợp ba nước phía tây vận chuyển đồ đạc không được chặn đường cắt xén phải bảo đảm mọi thứ thông suốt ở cảnh nội nam châu có không ít đồ đạc được ba nước phía tây vận chuyển bằng đường biển nam châu có bến tàu có ưu thế địa lợi, không ít vật tư đã được vận chuyển đến Nam Châu. Mặc dù có tu sĩ hộ tông của ba nước phía Tây nhưng nếu Nam Châu muốn dở cho quỷ, tuyệt đối có thể kéo dài việc giữ vật tư ở lại Nam Châu. Vì thế, ba đại phái đã nghiêm khắc cảnh cáo trước. Nước triệu vẫn không có quyết định, thừa cơ mưu lợi hai bên. Hai nước Hàn Tống nhất định phải có được nước Yến, còn Tấn, Vệ, Tề thì phải ngăn cản Hàn Tống phát triển an toàn. Nước Yến trở thành chiến trường quyết đấu của các nước khác. Loạn như vậy, Nguyên khí đại thương là không thể tránh khỏi. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình một lần nữa đến Mao Lư Sơn Trang. Lão đệ, đệ đệ gọi rất nhiệt tình, hy vọng Ngưu Hữu Đạo có thể hỗ trợ kéo dài việc vận chuyển vật tư của ba nước phía Tây, dùng tình nghĩa kết bái để thuyết phục, biểu thị sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ bảo đảm lợi ích của Ngưu Hữu Đạo ở Nam Châu, thậm chí còn mang theo lá thư hứa hẹn do đích thân trưởng môn ba đại phái đã viết. Động tính ba nước phía Tây tập trung vật tư lớn đến như vậy, hai nước Hàn Tống không có khả năng không nghe thấy. Ngưu Hữu Đạo biểu hiện khó xử, một bên là huynh trưởng và tỷ tỷ kết bái, một bên là tu sĩ nước Yến, không giúp thì phụ tình kết bái, mà giúp thì phản quốc, chỉ có thể duy trì trung lập. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình vẫn không buông tha, vẫn cứ thuyết phục, thậm chí còn mơ hồ động sát cơ. Ngưu Hữu Đạo nói cho bọn họ biết, triều đình nước Yến đã có ý để Nam Châu tham chiến, là do hắn cưỡng ép xuống. Nếu không nhờ hắn, Đại Thiền Sơn căn bản đã không chịu được áp lực của ba đại phái hắn nói là vì thành toàn tình nghĩa kết bái, nhưng Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình tất nhiên là không tin rồi, cho rằng Nghiêu Hữu Đạo muốn bảo tồn thực lực Nam Châu. Nhưng cũng vì vậy mà có sự kiêng kỵ, giết Nghiêu Hữu Đạo, một khi Nam Châu tham chiến, đối với tình hình chiến sự cũng chẳng phải chuyện tốt. Anh Dương Võ Liệt Vệ là đội mạnh trong thiên hạ, cuộc chiến Nam Châu đã đánh bại Tuần Thủ Hiền, cuộc chiến Định Châu lại đánh cho Tiết Khiếu không chiêu để đỡ, vẫn là Nghiêu Hữu Đạo bảo tồn thực lực Nam Châu yên ổn. Chương 911, gặp lại Vân Cơ 1 giữa hai cái hại thì phải lấy cái nhẹ hơn. Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cũng không thu hoạch được gì liền rời đi. Vừa đưa tiến hai người, viên cương đã tìm đến như Hữu Đạo. Thuận Phong Đường, ngoài cửa Sơn Trang, xem mật tín mà Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng gửi đến, Nhiêu Hữu Đạo cao mày. Theo như hắn biết, đây là đường khẩu mà một đám tán tu tìm không thấy môn phái để phát triển đã thành lập, cũng được xem là môn phái, nhưng lại không mang tính chất sư thừa như môn phái bình thường. Công tôn bố gửi tin đến đây là vì cái gì? viên cương nói bởi vì không thể điều tra nên đã để cho hai người trở về thành trích tinh giám sát thuận phong đường ta sẽ nghĩ biện pháp để tìm ra vấn đề nghiêu hữu đạo nói người bảo bọn họ cẩn thận một chút nếu quả thật có vấn đề có thể sẽ gặp nguy hiểm viên cương nói cái này ngài cứ yên tâm ta đã có bố trí đã điều người đi phối hợp dùng phương thức không tiếp xúc để sắp xếp các manh mối vấn đề bây giờ là độ vân sơn rất lớn người không có cách nào đi vào căn bản không thể biết người kia là ai, là người của Đỗ Vân Sơn hay không. Nghiêu Hữu Đạo nhìn nội dung trên mật tín, ánh mắt hơi xảo quyệt. Công tôn bố có liên quan đến thuận phong đường, bây giờ lại kéo ra thêm Đỗ Vân Sơn, liền hỏi người định làm như thế nào. Hắn biết, nếu viên cương tìm đến hắn để thông báo trước khi có kết quả, nhất định là có nguyên nhân, không thể dễ dàng quấy rầy hắn được. Viên cương nói, vì sao công tôn bố lại có liên quan đến thuận phong đường, có cần làm rõ vấn đề của thuận phong đường trước hay không? ngô tam lượng phán đoán chắc không sai người kia rất có thể đã tiếp xúc qua với kim xí bây giờ ta nghĩ nên làm rõ người kia là ai nơi này của chúng ta không có cách nào tiến vào độ vân sơn để thăm dò nhưng đạo gia lại có quan hệ không ít với người của độ vân sơn cũng chỉ có ngài mới có thể ung dung ứng đối trong đó những người khác trong sơn trang không ai có điều kiện này nghiêu hữu đạo xem như hiểu ý của hắn ta muốn hắn đích thân đi một chuyến đến độ vân sơn nói thật dưới tình huống trước mắt của nước yến Hắn không thích hợp tỏa trấn ở đây, nhưng công tôn bố lại nắm trong tay con đường tình báo của Mao Lư Sơn Trang, lại là người bên cạnh hắn, một trong những tâm phúc. Một khi có việc là không thể coi thường, sau khi suy nghĩ lại, Như Hữu đạo khẽ gật đầu, đi nhanh về nhanh. Nói là đi, hắn sử dụng xích liệp điêu để di chuyển, chỉ mang theo hai người, một là hồng nương, một là người đàn ông áo bông, một nhóm ba người bay đi xa. Độ Vân Sơn, mây mù bao phủ, xích liệp điêu xuyên phá mây mù trực tiếp hạ xuống kinh động yêu thu thủ vệ quát lên, là ai? Nghiêu hiểu đạo nhảy xuống, nhẹ nhàng trả lời, nghiêu hiểu đạo, không biết Vân Hoan Huynh có ở đây không? Khi đi, viên cương đã dặn hắn, tốt nhất đừng công khai bại lộ thân phận, tránh đánh rắn đông cỏ. Người của thuận phong đường mà công tôn bố liên lạc vừa mới đến không bao lâu, sau đó hắn lại xuất hiện, rất dễ gây nên sự hoài nghi. Nhưng thái độ của nghiêu hiểu đạo bây giờ lại rất đường hoàng, không hề có ý giấu giếm thân phận, công khai xâm nhập nghe nói người đến là nghiêu hữu đạo lại sử dụng con xích liệp điêu tiểu yêu không dám thất lễ vội thu lại thái độ khiển trách bảo hắn chờ một chút rồi nhanh chóng đi thông báo tu sĩ cũng chia ra đủ loại vì sao tán tu muốn thành lập môn phái phải được các môn phái lớn cho phép vì sao các môn phái tu hành lại muốn cướp địa bàn cướp thật ra cũng chỉ là quyền phân phối tài nguyên tu hành trong thiên hạ nhưng tài nguyên tu hành là gì còn không phải tài lữ pháp địa sao mặc dù nghiêu hữu đạo trên danh nghĩa là tán tu nhưng khác loại hắn dùng thân phận tán tu để có được quyền thế một phương bước vào chính đạo có thể nói là đệ nhất nhân trong tán tu bây giờ trong giới tu hành không ai là không biết hắn độ vân sơn có lợi hại hơn nữa cũng không có quyền bàn điều kiện với nước triệu nhưng nhiêu hữu đạo lại nắm giữ trong tay tư cách bàn điều kiện không phục cũng không được người ta có khả năng này mà độ vân sơn có bản lĩnh áp chế đại thiền sơn nhưng dám đè người nhà của hắn nhất định phải xử lý được hắn xử lý không được hắn sẽ ép lại. Đây chính là bản lãnh, người ta đưa ra quy tắc trò chơi, đùa bỡn chính là quy tắc trò chơi của tu sĩ thiên hạ. Độ Vân Sơn ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Một lát sau, Hầu Kình Thiên bước vào, thấy quả thật là nghiêu hữu đạo, vội bước đến, gương mặt tươi cười chào hỏi, đạo ra, ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây vậy? Thái độ so với lần đầu tiên Ngưu Hữu Đạo đến Độ Vân Sơn hoàn toàn thay đổi. Thế nào, không chào đón sao? Ngưu Hữu Đạo cười hỏi một câu. Sao dám, sao dám, đạo gia vất vả lo việc đại sự thiên hạ, nghe nói rất bận rộn, nào có thời gian đến nơi hoang dã này chứ. Ta còn tưởng rằng người bên dưới báo nhầm, đặc biệt đến xem, không ngờ là đạo gia thật. Hầu kinh thiên khách sáo vài câu, sau đó nghiêng người mời, đương gia đang đợi đạo gia, mời. Vừa nói, y vừa liếc nhìn người đàn ông mặc áo bông đang đứng chắp tay bên cạnh xích liệp điêu, hơi khó hiểu, không biết gần đây lời đồn trong giới tu hành là thật hay giả. Nếu là thật, chẳng phải là vị kia của yêu ma lĩnh sao. Chủ phong độ vân sơn, bên ngoài động vân tiêu, vân hoàn toàn thân áo đen đang chờ ngoài cửa hang, thắt lưng bằng da, dây đeo cổ tay khá khí phái. Nhìn thấy nghiêu hữu đạo lướt mây mà đến, trong lòng vân hoan chán ngấy, khó chịu. Tên khốn này kết bái với y, lại kết bái với tỉ muội mẫu thân của y. Bối phận đời này xem như không rõ ràng, lại còn mặt mũi đến đây. Nhưng y cũng hiểu vì sao mấy năm qua tên kia lại leo nhanh như vậy hắn thật sự là một người không cần mặt mũi, không từ thủ đoạn. Trong lòng không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, đưa hai tay ra, cười ha hả chào đón, như huynh đệ, làm ca ca nhớ muốn chết. Thái độ nhiệt tình này khiến quản phương nghi bên cạnh phải đong đưa cây quạt tròn tủm tỉm cười. Bà ta chưa từng nhìn thấy thái độ của đối phương năm đó với Nhiêu Hữu Đạo. Chỉ tiếc khắc mẫu đơn đã từng chứng kiến năm đó đã không còn, không thể nào nhìn thấy sự thay đổi của Nhiêu Hữu Đạo ngày hôm nay. Như Nhiêu Hữu Đạo đã từng nói, kết bái thật giả không quan trọng. Không có thực lực, người ta sẽ không coi là thật. Có thực lực, người ta sẽ nhận ngươi là huynh đệ kết bái ngay. Hai huynh đệ bắt tay nhau cười to, như hiếu đạo trêu chọc, đại ca nhớ đệ, vì sao không đến quận Thanh Sơn tìm đệ. Vân Hoan khoát tay, vỗ cánh tay của hắn, huynh đệ ngươi là người làm đại sự, trêu chọc người mà ta không thể trêu vào. Ngươi quấy lên phong vân cuồn cuộn ở Kim Châu, lại vật tay với triều đình nước triệu, chỉ riêng chuyện này thôi đã không tiện dính vào rồi. Nếu để cho người ta biết mối quan hệ kết bái giữa chúng ta, Độ Vân Sơn không bị triều đình nước triệu san bằng, chỉ sợ cũng sống không yên ổn. Ca ca ta nhát gan sợ phiền phức, tránh đi thì tốt hơn. Quan hệ kết bái, quản phương nghi sửng sốt, hôm nay bà ta mới biết đương ra Độ Vân Sơn là huynh đệ kết bái với Nhiêu Hữu Đạo. Nếu bà ta không nhớ lầm, trước khi quỷ mẫu rời khỏi Mao Lư Sơn Trang cũng đã nói, quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân và Sơn chủ Độ Vân Sơn Vân Cơ là giao tình tỉ muội mà bà ta cũng đã tận mắt nhìn thấy quỷ mẫu kết bái với Nghiêu Hữu Đạo. Ánh mắt quản phương nghi nhìn Nghiêu Hữu Đạo tràn đầy cổ quái, có chút rúng động, giống như gặp người trời. Nghiêu Hữu Đạo thở dài, hai, nói như thế, ngược lại là ta liên lụy đại ca. Huynh đệ chúng ta đừng nói đến cái gì liên lụy hay không liên lụy. Vân Hoan nhìn quản phương nghi, cẩn thận quan sát, hỏi, lão đệ, vị này chắc hẳn là hồng nương tề kinh vang danh khắp thiên hạ. Quản phương nghi hơi hạ thấp người, chỉ là tiện danh, để đương gia chê cười rồi chương 912, gặp lại Vân Cơ 2. Mẫu thân của ta cũng đã đề cập đến ngươi, khen ngươi là thiên hoa nan truy, ngàn hoa khó đuổi. Vân Hoàn khách sáo nói một câu, thật ra Vân Cơ không hề khen câu này, sau đó quay sang nói với Nhiều Hữu Đạo, ta còn nhớ cô gái đã từng đến đây với ngươi năm đó. Hai, ta cũng đã nghe nói những chuyện sau này, hiểu nguyệt các chẳng phải người tốt, lão đệ cố nén bi thương. Đúng là y có nghe nói, khi quỷ mẫu đến đây bái phỏng mẫu thân, Y nghe được sau khi hắc mẫu đơn chết đã được Nhiêu Hữu Đạo mang về Mao Lư Sơn Trang để an táng, có thể thấy được người này có tình cảm sâu nặng với Nhiêu Hữu Đạo. Nếu không biết hắc mẫu đơn có tình cảm sâu nặng với Nhiêu Hữu Đạo, cũng chẳng đáng để y tận lực nói một câu như thế. Nhiêu Hữu Đạo thản nhiên, bình tĩnh đáp, mọi chuyện đã qua rồi. Không nói mấy chuyện mất hứng đó nữa, mời vào bên trong. Vân Hoan nắm cổ tay Nhiêu Hữu Đạo, cùng nhau tiến vào động phủ Vân Tiêu. Nơi này vẫn là nơi ban đầu, tình huống bên trong động phủ cũng không khác gì năm đó. Chủ khách ngồi xuống, trà và hoa quả được mang lên, còn có linh quả hiếm thấy. Lần đầu tiên Nhiêu Hữu Đạo đến cũng không có được đãi ngộ như vậy. Thừa dịp mang trà và hoa quả lên, Hầu Kinh Thiên bước đến gần Vân Hoan, thì thầm vài câu, bên ngoài có người đàn ông mặc áo bông, rất giống với người đã giết chết Tông Nguyên ở Mao Lư Sơn Trang theo lời đồn. Vân Hoan sửng sốt, nhưng cũng không nhiều lời. Sau khi mời Nhiêu Hữu Đạo dùng trà, liền hỏi một câu lão đệ đến đây có việc gì không như hiếu đạo buông chén trà xuống hỏi lại đại ca có biết thế cục nước yến hay không vân hoan gật đầu cũng có nghe thấy tình huống dường như không ổn có ảnh hưởng lớn đối với nam châu của lão đệ sao như hiếu đạo thở dài ngay cả ba đại phái nước yến cũng như kiến bò trên chảo nóng ta sao có thể may mắn thoát khỏi không dối gạt đại ca lần này ta đến đây chính là để mượn binh vân hoan hoài nghi hỏi lại mượn binh nghiêu hữu đạo độ vân sơn là nơi tụ tập của bảy yêu ta muốn mời đại ca xuất lĩnh bảy yêu rời núi đến nam châu tỏa trấn chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này ta sẽ nghĩ biện pháp dành một thân phận hợp pháp và nơi ở cho bảy yêu quản phương nghi bừng tỉnh thì ra là vì chuyện này mà đến đây trước đó bà ta thật sự không biết mục đích của hắn cái này vân hoan nghẹn lời trong lòng oán thầm không thôi sao không làm sớm đi Bây giờ bảo người của Đỗ Vân Sơn cuốn vào cuộc phân tranh như vậy, một khi nước Yến chiến bại, muốn quay lại cũng khó, thậm chí còn chết không có chỗ chôn Ngại thân phận của Ngưu Hữu Đạo bây giờ, y không tiện từ chối, thở dài nói, lão đệ, mặc dù bây giờ ta là đương gia, nhưng người cũng biết, Sơn chủ chân chính là mẫu thân ta. Việc này không phải ta có thể làm chủ, Ngưu Hữu Đạo nói, sau khi từ biệt bá mẫu ở điệp mộng huyễn giới, đang định gặp mặt, không biết huynh có thể thông báo một tiếng không? Vân Hoan khổ sở đáp, không dối gạt lão đệ, sau khi mẫu thân trở về từ địa mùng huyến giới thì không còn gặp khách nữa. Thật sự không tiện quấy dày, Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười, xem ra y còn chưa biết chuyện của vạn thú Linh Châu. Nếu y biết Nghiêu Hữu Đạo đã đưa trí bảo của vạn thú môn cho mẹ y, cũng sẽ biết Vân Cơ không có khả năng từ chối không gặp Nghiêu Hữu Đạo. Một khi sự việc bại lộ, vạn thú môn há có thể buông tha cho Vân Cơ, sợ là không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ quậy độ Vân Sơn long trời lở đất hắn nói đại ca cứ thông báo đi bá mẫu sẽ gặp sao vân hoan không biết nghiêu hữu đạo dựa vào đâu mà tự tin như vậy mặc dù sau khi mẫu thân trở về đã nói có thể kết giao với nghiêu hữu đạo nhưng bây giờ ngay cả y cũng khó gặp mẹ của mình y chưa từng thấy qua mẫu thân tĩnh tu một cách nghiêm túc như vậy dường như không xuất hiện nữa nhưng người ta đã nói như thế y cũng đành phải gật đầu nếu đã như vậy lão để chờ một lát ta đi thông báo thử một tiếng nghiêu hữu đạo đứng dậy nhẹ gật đầu đưa tay bảo cứ tự nhiên. Vân Hoan đi sâu vào động phủ, Nghiêu Hữu Đạo đánh giá xung quanh, lẳng lặng chờ đợi. Quản Phương Nghi Đông đưa cây quạt tròn, khẽ cười theo thói quen. Không bao lâu sau, sâu trong động phủ truyền đến tiếng bước chân. Vân Hoan trở về, ánh mắt nhìn Nghiêu Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn, đưa tay mời, lão đệ đi theo ta, mẫu thân đang thanh thu bên trong, không thích hợp bị nhiều người quấy rầy, chỉ gặp một mình đệ thôi. Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, ra hiệu Quản Phương Nghi chờ ở đây, sau đó theo vân hoan rời đi trong hang động tĩnh nghịch có không ít phân nhánh giống như mê cung người không quen sợ là sẽ bị lạc đường vân hoan xe nhẹ đường quen như hữu đạo lại không quen đành phải thả nguyệt điệp chiếu sáng sau khi đi đến một ngã ba vân hoan biểu hiện có thể dừng lại y sẽ chờ ở đây để như hữu đạo thuận theo con đường này đi thẳng xuống dưới nhờ ánh sáng của nguyệt điệp Nhiêu hữu đạo một mình đi sâu xuống khi đến dưới chân núi hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhẹ nhàng đằng trước rất sáng, cũng không biết ánh sáng từ nơi nào chiếu vào, lại có thể chiếu sâu xuống lòng đất như vậy. Ánh sáng chiếu thẳng đến giữa hồ, chính giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, một người phụ nữ áo trắng đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, dưới ánh sáng dung mạo đẹp như hoa. Nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng, đến đây đi, chính là giọng của Vân Cơ, như hiểu đạo lách mình bay xuống hòn đảo, cũng không tiện đứng nói chuyện, đành khoanh chân ngồi đối diện với Vân Cơ hắn phát hiện khí chất yêu tu này rõ ràng không giống lúc trước ở đây nói chuyện có được không vân cơ nói trên đường có linh xà thủ vệ có thể phát giác nếu có người đến gần nghiêu hữu đạo nói xem ra chuyện liên quan đến vạn thú linh trước đó tiền bối cũng không nói cho con trai mình biết vân cơ nói có một số việc quá nhiều người biết sẽ dễ sinh chuyện ngươi chắc không phải đến đây vì việc này chứ nghe vân hoan nói tình huống nước yến không ổn người muốn đến mượn binh không phải ta hẹp hòi không cho mượn mà là quái vật khổng lồ bên ngoài quá nhiều chúc thực lực của độ vân sơn ta không chịu được giày vò không có cách nào chính diện dùng sức mạnh chỉ có thể trốn ở đây kéo dài hơi tàn mà thôi Như hữu đạo khoát tay mượn binh chỉ là ngụy trang thật sự ta cũng không rõ ràng tình huống của độ vân sơn không dám tùy tiện để lộ ý định đến đây cho nên đây chỉ là che mắt mà thôi hẳn có thể giấu giếm được người khác ngay cả quản phương nhi cũng coi là thật những người khác đương nhiên sẽ không hoài nghi theo tình huống trước mắt của nước Yến, dùng lý do này để đến độ Vân Sơn không thể thích hợp hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không nghe theo lời khuyên của Viên Cương, công khai lộ diện. Vân Cơ bất ngờ, chuyện gì mà thần bí vậy? Vì chuyện này mà hắn phải đích thân đi một chuyến, như hữu đạo cũng đành cười khổ. Cũng may mà hắn đã xác định phương hướng, vì nhu cầu cấp bách mà sử dụng phi cầm cỡ lớn. Nếu không có phi hành tỏa kỵ, đúng là không thể nói đến là đến ngay được. Hắn hỏi, Tiền Bối có quen với Thuận Phong Đường ở thành Trích Tinh không? Thuận Phong Đường, Vân Cơ suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta có nghe nói, cũng có biết. Nó cũng giống như Bảo Tiêu hoặc chỗ cung cấp mấy công việc vặt, có vấn đề gì không? Ngưu Hữu Đạo hỏi tiếp, Độ Vân Sơn và Thuận Phong Đường có qua lại với nhau không? Vân Cơ đáp, ta chỉ biết là có Thuận Phong Đường, đồng thời cũng chỉ nghe nói, cũng không quen biết, có vấn đề gì không? Ngưu Hữu Đạo nói, không có quen biết, theo ta được biết có người của Thuận Phong Đường đến đây. Với người của Độ Vân Sơn, đúng là không thiếu mấy người chạy việc, chẳng lẽ Độ Vân Sơn cần người của Thuận Phong Đường thay thế làm chân chạy việc cho mình sao? Vân cơ hỏi, người có ý gì? Người trong giới tu hành kết giao với nhau có gì lạ? mười 913, càng che càng lộ. Như Hữu Đạo nói, không có gì lạ, chỉ là vừa nãy có người liên quan đến một việc mà ta đang điều tra đến đây, vì thế ta đến để xác minh lại. Vân cơ nói, thuộc hạ của ngươi bất tài quá vậy, Xảy ra chuyện cũng cần ngươi phải đích thân đến đây điều tra." Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu, sự việc trước khi chưa tìm hiểu rõ, cũng khó mà nói. Đến lúc thích hợp, ta sẽ cho tiền bối một lời giải thích. Đối với Vân Cơ mà nói, Nghiêu Hữu Đạo vẫn rất đáng tin. Trên thực tế, những người đã từng lui tới với hắn, phần lớn đều sinh ra sự một tin tưởng khó mà hiểu được với hắn. Nàng ta hơi im lặng, chuyện mà ngươi nói, ta cũng không rõ. Ta đã sớm giao chuyện của Độ Vân Sơn cho Hoan Nhi xử lý cũng lâu rồi không có hỏi đến nếu như người muốn biết chuyện gì hỏi hoan nhi thích hợp hơn ta như hữu đạo nói nếu có thể hỏi y ta đã không quấy dày tiền bối gương mặt phân cơ hiện lên nét mỉa mai không tin tưởng nó sao không phải hai người là huynh đệ kết nghĩa à như hữu đạo khoát tay tiền bối đừng hiểu lầm chuyện này chẳng liên quan gì đến tin tưởng hay không đối với vân huynh ta tất nhiên là tin tưởng dù sao nhiều người sẽ phức tạp ta đích thân đến đây là vì muốn nghe ngóng chuyện này rất dễ đánh rắn động cỏ. Nếu không, ta cũng không cần che mắt như thế, Tiền Bối là sơn chủ, hỏi chuyện trong núi phù hợp hơn ta. Vân Cơ im lặng một chút rồi nói, ta đã lâu không hỏi chuyện trong núi, đột nhiên hỏi đến, hơi chút đột ngột, lại trùng hợp ngươi đến đây nữa. như Hữu đạo nói, ta đã làm nền sẵn cho Tiền Bối rồi, chính là mượn binh. Việc này đối với Độ Vân Sơn mà nói, không thể coi thường. Tiền Bối có thể dùng lý do này để can dặn mọi người không được cuốn vào chuyện không nên cuốn biểu đạt ý tứ không muốn để người ngoài biết Độ Vân Sơn có liên quan đến ta, sợ bị liên lụy. Vì để đề phòng, tiện thể hỏi chút chuyện bên dưới, xem có người ngoài nào vào núi thời gian gần đây hay không, không phải rất bình thường sao. Vân cơ chớp mắt, xem như lĩnh giáo bản lĩnh đối phương, ánh mắt nhìn như hữu đạo có chút phức tạp, chợt hỏi vì sao ngươi lại tặng vạn thú Linh Châu cho ta. Nghiêu hữu đạo nhìn xung quanh, sau đó nói, vạn thú Linh Châu nhất định không đơn giản như tiền bối đã nói, trong đó có dấu bí mật gì mà ta không biết bí mật này cực kỳ bí ẩn, nội bộ vạn thú môn cũng chưa chắc có người biết, nếu không, nhiều người nhiều miệng, không thể giấu giếm lâu dài được. Với lại, bí mật này cũng không phải bí mật bình thường. Nếu không, tiền bối cũng không nhiều lần dùng tính mệnh của mình mạo hiểm tiến vào điệp mộng huyễn giới. Nếu có hỏi tiền bối, tiền bối cũng không nói với ta, hỏi vạn thú môn cũng vô dụng thôi. Ánh mắt phân cơ lấp lóe không thôi, vạn thú môn giàu chảy mỡ, người có thể mang nó đi để đổi tiền. Nghiêu Hữu đạo nói tiền không quan trọng, ta chỉ muốn biết bí mật trong đó mà thôi. Vân cơ nói, đồ vật cũng đã cho ta, mà ngươi cũng đã nói, ta sẽ không nói bí mật cho ngươi nghe. Nghiêu Hữu đạo nói, có bỏ mới có được, đồ vật đã cho tiền bối, và ta cũng đã biết được bí mật này. Vân cơ khó hiểu, là bí mật gì, người hãy nói ta nghe một chút. Nghiêu Hữu đạo nói, không phải ta nói mà là tiền bối nói. Nếu như ta không ép tiền bối nói ra, người dám nói ra sao? ta có thể biết bất cứ lúc nào thân hình mềm mại của vân cơ run lên ngay lập tức hiểu ra ánh mắt liền hiện lên sát cơ người không sợ ta giết ngươi nhưu hữu đạo đáp không nói trước tiền bối có thể giết ta hay không người ở Mao lư sơn trang biết vạn thú linh châu nằm trong tay người cũng không chỉ một mình ta nếu ta không quay về vạn thú môn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến người thôi hô hấp vân cơ trở nên gấp rút nhìn chằm chằm nhưu hữu đạo nhưu hữu đạo cười nói chỉ đùa một chút thôi tiền bối đừng suy nghĩ nhiều bí mật của điệp mộng huyễn giới, nếu ta được biết từ tiền bối, ta sẽ không nói lung tung. Ta có thể cam đoan với tiền bối điều này, nếu tiền bối đồng ý nói cho ta nghe bí mật đó, ta sẽ rửa tai lắng nghe. Nếu tiền bối không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, chẳng lẽ chỉ nói bấy nhiêu, sao có chuyện đơn giản như vậy, hắn lại bồi thêm một câu, tình huống nước yến không ổn, ta không nên ở đây lâu, tiền bối xem thế nào. Vân cơ không nói gì, đứng dậy, sau khi hai người rời khỏi nơi nàng ta bế quan khi bước ra ngoài thì gặp Vân Hoan đang chờ. Vân Hoan rất kinh ngạc, mẫu thân bế quan một thời gian dài, vì sao lại vì nghiêu hữu đạo mà xuất quan. Có mấy lời không thể nói khi có nhiều người được, Vân Cơ bảo Vân Hoan sắp xếp ba người nghiêu hữu đạo nghỉ ngơi tại động phủ đãi khách. Hoàn cảnh nơi đãi khách cũng không tệ, thấp thoáng có mây mù, cảnh sắc như tiên cảnh. Nghiêu hữu đạo chống kiếm đứng ngoài động phủ, nhìn mây bay trước mặt. Quản Phương Nhi cầm cây quạt tròn trên tay, đang ngắm cảnh chợt hỏi, Vân Cơ có đồng ý cho ngươi mượn binh không? Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười đáp, cứ chờ đáp án đi. Quản Phương Nhi cũng mỉm cười, người đấy, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu huynh đệ kết bái? Có yêu tu, có quỷ tu, từ trưởng lão lăng tiêu các, thiên nữ giáo, cho đến tiểu đệ tử vạn thú môn ngươi cũng không buông tha. Bà ta trêu chọc Nghiêu Hữu Đạo, hắn cũng chỉ lắng nghe, cũng không lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Vân Cơ đến, cùng với Nghiêu Hữu Đạo bước vào động phủ, để lại đám người Quản Phương Nhi bên ngoài, bách lý yết trong động phủ có được câu trả lời từ miệng vân cơ như hữu đạo giật mình người mà đám người ngô tam lượng đang theo dõi lại là bách lý yết sở dĩ giật mình là vì cảm giác của viên cương không sai công tôn bố và bách lý yết quả nhiên có quan hệ không rõ ràng nói cách khác lúc trước công tôn bố đã không nói thật cũng không phải bách lý yết xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch như vậy thấy vẻ mặt và giọng nói của hắn không ổn vân cơ nghi ngờ hỏi bách lý yết này chỉ là tán tu có vấn đề gì không Nghiêu Hữu Đạo hỏi tiếp, gã đến đây làm gì? Vân Cơ đáp, Hoan Nhi có quen biết với gã, đến đây cũng chỉ bái phỏng mà thôi. Biết hắn đang điều tra đối phương nhưng Vân Cơ vẫn bình tĩnh như vậy, Nghiêu Hữu Đạo hơi nheo mắt tiền bối, ta xin nhắc nhở một câu, ta đã sớm nắm giữ tình huống của Bách Lý Yết. Ngoài mặt là tán tu độc lai độc vãn, không nghe nói gã gia nhập thuận phong đường, nhưng gã có thể tự do ra vào nội bộ thuận phong đường, tiền bối cảm thấy đơn giản như vậy sao? Vân Cơ lấy làm lạ, hỏi, người đã sớm nắm giữ tình huống của hắn. Ngay cả việc hắn tự do ra vào nội bộ thuận phong đường mà ngươi cũng biết. Chỉ là một tán tu nhưng đáng cho ngươi phải để ý như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Còn có thể không nắm giữ tình huống sao? Bách Lý Yết vừa lộ diện đã khiến Viên Cương phải cảnh giác. Trước đó, Viên Cương đã liên lạc với lệnh hồ thu để điều tra người này. Như Hữu Đạo nói tiền bối, ta không biết Đỗ Vân Sơn các người có quan hệ gì với Bách Lý Yết, nhưng nếu tiền bối đã có ý giấu giếm, chứng tỏ đã biết lai lịch của gã. Nếu như biết, xin hãy nói cho ta nghe. Vân cơ đáp, chúng ta chỉ biết gã là một tán tu, còn lại không biết gã có nội tình gì đặc biệt. Ngưu Hữu đạo trầm giọng nói, tâm phúc của ta, một trong những trụ cột phụ trách tình báo của Mao Lưu Sơn Trang đã âm thầm cấu kết với Bách Lý Yết. Điều này đối với ta mà nói không phải là việc nhỏ. Nếu không, ta cũng không vì chút chuyện mà đích thân đến đây quấy rồi. Tiền bối, ta nói cho tiền bối biết chân tướng, tốt nhất tiền bối cũng nên nói sự thật với ta, để ta biết rõ tình huống. Nếu không, Mao lư sơn trang của ta sụp đổ, bí mật của tiền bối cũng không giữ được. Lần này đến lượt phân cơ âm thầm kinh hãi. Bách Lý Yết lại có quan hệ với một trong những trụ cột tình báo của Mao Lư Sơn Trang, đây xác thực không phải là việc của một tán tu. Rốt cuộc Bách Lý Yết này là ai? mười 914, nhìn xem buộc bên nào là phù hợp một. Nàng ta cũng mơ hồ nhận ra một sự không ổn, cuối cùng đã nói lên sự thật ta không biết gã cũng không hiểu rõ gã nhưng gã và hoan nhi đúng là người quen cũ quen từ lâu rồi có thể được xem là lão bằng hiếu lần này gã đến độ vân sơn cũng không có gì khác chỉ là chịu sự nhờ vả của hoan nhi đến thành trích tinh mua một ít linh nguyên đan đưa tới như hữu đạo không hiểu độ vân sơn cách thành trích tinh cũng không xa việc mua linh nguyên đan chẳng lẽ độ vân sơn không có ai làm sao còn phải nhờ đến bách lý yết làm chân chạy việc chẳng lẽ bách lý ít thật sự là người của thuận phong đường vân cơ do dự mãi gã có phải là người của thuận phong đường không thì ta không biết tình hình thực tế là gần đây độ vân sơn dùng linh nguyên đan với số lượng hơi nhiều có quá nhiều người độ vân sơn đi mua sắm hoặc mua với số lượng lớn rất dễ khiến người ta phải chú ý lo bị người ta để mắt đến ta mới bảo hoan nhi nhờ người có thể tin được âm thầm mua hộ nghiêu hữu đạo nghe xong vẫn không hiểu có ý gì dùng số lượng nhiều một chút thì có sao đâu vân cơ đáp là ta dùng số lượng lớn nghiêu hữu đạo giật mình sau đó đã kịp phản ứng liền hỏi chẳng lẽ tiền bối muốn đột phá nguyên anh cảnh đều là người trong giới tu hành tu hành có tiết tấu như thế nào tất cả mọi người đều rõ ràng đến cảnh giới tu vi như vân cơ hẳn sẽ tiến hành theo chất lượng đột nhiên dùng nhiều linh nguyên đan như thế đại khái cũng chỉ có một khả năng còn vì sao phải lén lút cũng không khó lý giải chín vị đang nhìn xuống thiên hạ kia cũng không muốn nhìn thấy người thứ 10 xuất hiện chia chén canh với bọn họ. Vân cơ im lặng không nói, chẳng khác nào chấp nhận, trong lòng cảm thấy bối rối nhiều hơn, bối rối là vì lai lịch của Bách Lý Yết không rõ. Nghiêu hữu đạo cao mày, đột phá nguyên anh cảnh, đồng nghĩa với việc siêu thoát khỏi gông cùng xiềng xích của nhục thân, cần một số tài nguyên đặc biệt để phụ trợ, mà những tài nguyên này lại bị cửu đại trí tôn khống chế rất gắt gao, tại sao Vân cơ lại có suy nghĩ này? Nếu không có sự chuẩn bị, mạo muội đột phá, nhục thân sẽ không chịu nổi mà chết. Hai chữ đột nhiên khiến Nhiêu Hữu Đạo ý thức được điều gì, thấp giọng hỏi, tiền bối không tiếc nhiều lần tiến vào Điệp Mộng Huyền giới tìm kiếm Vạn Thú Linh Châu, khi Linh Châu đến tay thì tiến hành đột phá, chẳng lẽ Vạn Thú Linh Châu có liên quan đến việc đột phá Nguyên Anh cảnh? Vân Cơ không muốn trả lời vấn đề này, ngược lại có vẻ lo lắng hỏi hắn, ngươi cảm thấy Bách Lý Yết này là người như thế nào? Nhiêu Hữu Đạo đáp, ta làm sao mà biết được, loại người gì cũng có khả năng, ta đang điều tra đây. Tiền bối, người làm việc quá hồ đồ rồi, giống như càng che càng lộ. Tại sao chuyện này lại đưa cho người khác làm chứ? Vân cơ gấp lên, thiên hạ có nhiều tu sĩ mua đồ như vậy, đủ thứ cần thiết, sai người đi mua thì như thế nào? Ta làm sao biết Bách Lý Yết lại là người có vấn đề? Không được, người này không thể lưu lại. Người có biết gã đang ở đâu không? Ta nhất định phải diệt trừ gã. Như hữu đạo đáp, ngay cả gã là ai tiền bối còn không biết, dám tùy tiện động đến gã sao? vạn nhất là người của phiêu miếu các thì sao giết gã chẳng phải một lần nữa càng che càng lộ nghe nghiêu hữu đạo đề cập có thể là người của phiêu miếu các vân cơ hãi hùng khiếp vía trong lòng bắt đầu loạn lên người hoài nghi gã là người của phiêu miếu các nghiêu hữu đạo nói ta chỉ nói như vậy thôi loại người gì cũng có khả năng trước khi chưa biết rõ nội tình thì đừng lộn xộn nếu không chính là tự tìm phiền phức tiền bối nhờ đối phương giao linh đan mấy lần rồi vân cơ nói nghe hoan nhi nói đây chỉ là lần đầu tiên. Lúc trước, Hoan Nhi tự mình đi mua một lần, về sau thì giao cho gã. Đây là lần đầu tiên gã đem linh đan đến. Nghiêu Hữu đạo hỏi tiếp, gã đưa đến bao nhiêu? Vân cơ đáp, một ngàn viên. Một ngàn viên nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nghiêu Hữu đạo nhẹ nhàng thở ra, vấn đề cũng không lớn. Môn phái bình thường, mỗi lần mua hơn ngàn viên cũng chẳng có gì lạ. Dù sao yêu tu của Độ Vân Sơn cũng không ít, Vân Cơ có vẻ bi quan, Lắc đầu nói, không phải như người đã nghĩ. Người có quyền thế một phương, phi hành tòa kỵ là xích liệp điêu, là thứ mà cả một đời chúng ta cũng không dám hy vọng. Người xuất thân danh môn chính phái, vừa rời khỏi núi là nổi tiếng khắp thiên hạ, không hiểu nổi khổ của những tu sĩ không có địa vị như chúng ta. Tài lực của độ Vân Sơn làm sao có thể so sánh với tài nguyên của các môn phái bên ngoài chứ, bình thường chỉ có thể phát chút tiền, để tiểu yêu của mình đi mua sắm, đột nhiên mua nhiều như vậy, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nghiêu hữu đạo lập tức đau đầu, ai ngờ, vân cơ lại còn tưới thêm dầu vào lửa, bồi một câu, hoan nhi đã giao dịch với gã xong, bảo gã ba tháng sau giao thêm một ngàn viên. Nghiêu hữu đạo hoàn toàn bó tay, thấp giọng hỏi tiền bối điên rồi, tiền bối biết chuyện của mình không thể để lộ ra ngoài, sao có thể giao phó cho người ngoài đi làm như thế, không biết phân ra từng nhóm người đi xử lý sao. Vân cơ hỏi ngược lại, Hoan Nhi cũng không có ý định để cho Bách Lý Yết giải quyết hoàn toàn chuyện này, chỉ tạm thời giao cho gã, sau hai ba lần thì thay người, làm sao biết bách lý yết có vấn đề chứ cuối cùng cũng vẫn là dây vào bách lý yết nếu không một chút vấn đề cũng sẽ không có như hữu đạo cũng không tranh luận với nàng ta chuyện này nữa sự việc đã phát sinh có tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa hắn đi qua đi lại rồi nói chỉ sợ không phải ngẫu nhiên có lẽ gã đã sớm để mắt đến mọi người cho nên mới lui tới với vân hoan nhận được sự tin tưởng của vân hoan gã đang nhắm vào sản nghiệp nhiều năm qua của độ vân sơn sự việc lọt vào tay gã cũng không ngoài ý muốn. Vân cơ nói, tại sao lại để mắt đến chúng ta chứ? Độ Vân Sơn chúng ta có quan trọng đâu, chuyện Linh Châu, ta cũng không đề cập với người nào. Như hữu đạo lắc đầu, điều này chẳng liên quan đến việc quan trọng hay không. Cách chơi của một số người không giống với cách chơi của Độ Vân Sơn, không phải như tiền bối đã nghĩ. Hắn cũng có chút đau đầu, không nghĩ đến sẽ gặp chuyện như vậy. Đây đã phạm vào tối kỵ của cửu đại trí tôn, nếu chín người đó ra tay, tai họa sẽ ngập đầu, thiên hạ không ai cản nổi. Hắn đã che giấu không nói, chính là muốn tránh chuyện không may. Bảo hắn bán đứng vân cơ, không nói đến đạo nghĩa không có, ngay cả mông của hắn cũng không được sạch. Mấu chốt của vấn đề vẫn là thân phận của Bách Lý Yết. Hắn liên tưởng đến lệnh hồ thu, ngược lại hy vọng Bách Lý Yết là người của hiểu nguyệt các. Nhìn biểu hiện biến ảo khó lường của hắn, trái tim vân cơ cũng dâng đến cổ họng, nghĩ lại cũng có thể nghĩ, đổi lại là người khác, vì tự vệ cũng có thể bán đứng nàng ta. Cũng may nhiều hiếu đạo làm việc luôn có điểm mấu chốt, từ trước đến nay đều tuân thủ nghiêm ngặt hai chữ đạo nghĩa. Cộng thêm giận nổi quá nhiều trên người nên không sợ ngứa nữa. Bên cạnh có một thánh la sát, chẳng khác nào một quả bom, có đảm đương việc bên này hay không cũng không có gì khác biệt, trung quy cũng không nên từ bỏ, vẫn nên tham gia vào. Bởi vì không can dự cũng không được, chỉ cần hắn không bán đứng vân cơ, hắn sẽ tham gia. Nếu vân cơ xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ bị lôi xuống nước. Suy nghĩ một chút, hắn đã có quyết định, dừng bước trước mặt phân cơ, trầm giọng nói, một ngàn viên linh đan này, tiền bối không được dùng, nhưng cũng không được để nó biến mất, lập tức phân phát xuống cho tiểu yêu bên dưới. Thấy hắn đồng ý tham gia, điều này nói rõ cả bọn đã bước lên cùng một con thuyền, có họa đến cũng phải gánh chịu. Phân cơ liên tục gật đầu, được, ta sẽ đi sắp xếp. Một ngàn viên sau ba tháng, ta sẽ bảo Hoan Nhi từ chối. chương 915, nhìn xem buộc bên nào là phù hợp hai không thể từ chối như hữu đạo khoát tay nếu gã thật sự có vấn đề nhất định sẽ để mắt đến tiền bối tiếp tục để gã mua không được đánh rắn động cỏ vân cơ không đồng ý phát xuống một lần còn chưa đủ còn phải phát xuống cho tiểu yêu lần nữa sao chuyện này không được bình thường như hữu đạo nói sau khi phát xong đống linh đan này tiền bối lập tức phái nhân thủ độ vân sơn bí mật đến quận thanh sơn của ta chuyện mượn binh chỉ sợ làm giả hóa thật rồi vân cơ sửng sốt chợt hiểu ra ý của hắn muốn bên này xuất ra yêu tu, chính là thù lao cho Ngưu Hữu Đạo, lập tức gật đầu ta hiểu ý của ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói, nhớ, không được giống chống khua chiêng, phải bí mật đến đó, càng bí ẩn đối phương lại càng không dễ hoài nghi. Bên phía của ta có người cấu kết với gã, gã tất nhiên sẽ biết được tin tức. Chuyện linh đan, tiền bối cũng không cần phải lo lắng. Mấy môn phái của ta có đủ linh đan cho tiền bối dùng mà không gây hoài nghi. Hai người to nhỏ thương lượng một hồi, sau khi gỡ mọi rắc rối một cách thỏa đáng, Vân cơ nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên hỏi, vì sao ngươi lại giúp ta? Ngươi không sợ gây phiền phức cho mình sao? Đương nhiên là sợ, nhưng ta cũng không thể thấy phiền phức liền tránh. Được, ngươi đúng là người bạn đáng để ta kết giao. Bạn, ta và con trai tiền bối kết bái huynh đệ, chúng ta là bạn ngang hàng, có phải không được thích hợp không? Không cần phải để ý đến nó, như hiểu đạo không phản bác được, cười khổ nói, không nói chuyện này nữa, ta không thể ở đây lâu, tiền bối hãy chuẩn bị một chút rồi theo ta rời đi. Vân cơ gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài, trở lại động phủ Vân Tiêu, vừa chạm mặt Vân Hoan, Vân cơ đã khoát tay bảo đám người hầu kình thiên lui ra ngoài. Không có người ngoài, Vân Hoan tiến lên hỏi, nương, chuyện gì vậy? Bốp, Vân cơ giơ tay tát một cái không nhẹ vào mặt y. Vân Hoan lảo đảo, ôm lấy mặt, mắt mở to không hiểu vì sao lại bị đánh. Một lát sau, y mới từ miệng của mẫu thân biết được nguyên thân tại sao mình bị đánh, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Vân cơ cũng không ở lâu, sau khi căn dặn cẩn thận, liền cùng với ba người nghiêu hữu đạo bước lên xích liệp điêu. Con xích liệp điêu chở theo bốn người, trọng tải cũng không nhẹ. Vân Hoan đứng bên vách núi đưa mắt nhìn theo, cúi xuống nhìn khung cảnh sông núi quen thuộc bên dưới, Vân Cơ đã đeo một giải lụa trắng trên mặt âm thầm thở dài. Sự tình có lẽ không đến mức bết bát như vậy, cho dù bối cảnh của Bách Lý ít còn chưa rõ, nhưng thật sự không thể coi thường. Nàng ta không dám đánh cược, nhiều hữu đạo cũng không dám. Loại chuyện này, nếu xảy ra nguy hiểm bọn họ sẽ đảm đương không nổi chỉ có thể làm sao an toàn trở ra thôi quản phương nghi thỉnh thoảng liếc nhìn vân cơ âm thầm tặc lưỡi phát hiện không có chuyện gì đạo gia tự thân xuất mã là không làm được chuyện mượn binh như thế đạo gia chỉ tùy tiện vài câu đã làm xong khi mọi người về đến mao lư sơn trang thì đêm cũng đã khuya nghiêu hữu đạo cũng không mang vân cơ về thẳng mao lư sơn trang mà sắp xếp cho nàng ta ở lại một khách viện điều hai nữ đệ tử từ ba phái đến hầu hạ khi trở lại mao lư sơn trang nghiêu hữu đạo đến tìm viên cương trước viên cương đón hắn vào phòng của mình vừa đóng cửa xong hắn ta vội quay đầu lại hỏi như thế nào rồi nghiêu hữu đạo thở ra một hơi chính là bách lý yết gương mặt viên cương căng ra quả nhiên là có vấn đề chúng ta nhất định phải làm rõ thân phận của bách lý yết nghiêu hữu đạo đem chuyện của vân cơ nói cho viên cương nghe mặc dù không biết gã có ác ý với độ vân sơn hay không nhưng ta cảm thấy không ổn viên cương cao mày nói tay thò dài như vậy lai lịch sợ là không nhỏ nghiêu hữu đạo hỏi người định làm như thế nào hắn có thể hỏi như vậy chứng tỏ trình độ coi trọng vân cơ rất cao viên cương quay đầu bước đến bên bàn lấy ra một tờ giấy trong trồng giấy trên bàn là một tấm bản đồ sau đó trải rộng lên trên bàn nghiêu hữu đạo đến gần phát hiện viên cương đã vẽ lại đại khái bản đồ thành trích tinh đây chính là thuận phong đường viên cương điểm một vị trí trên bản đồ ta đoán đây chính là cứ điểm Bách Lý Yết truyền tin. Nếu là cứ điểm bí mật, tất sẽ có liên lạc với người đứng đằng sau. Nếu quan sát bốn phía xung quanh, muốn theo dõi toàn bộ kim xí sí bay ra từ chỗ này là không thể. Cho nên ta chỉ theo dõi những con kim xí sí bay cự ly ngắn. Sau khi tập hợp lại, ta sẽ sắp xếp lại một lần, xem có thể tìm ra được quy luật nào hay không, sau đó lại tiếp tục khóa chặt một con để tìm ra manh mối. Như Hữu Đạo nói, nếu không thể sắp xếp được thì sao? Viên cương trầm ngâm đáp, chỉ có thể cố hết sức thử một lần. Chúng ta không có cách nào tiến vào nội bộ thuận phong đường để thăm dò, cũng không có khả năng theo dõi bách lý yết, rất dễ bị bại lộ. Như Hữu đạo nhìn chằm chằm tấm bản đồ, ánh mắt lóe lên sự ngoan lệ, cho ngươi một tháng, nếu thật sự không có cách, cũng đừng phí sức vào cách này nữa, cứ trực tiếp bắt bách lý yết, cạnh miệng của gã ra. Viên cương nói, nếu gã không khai thì sao? Như Hữu đạo đáp, mượn khổ thần đan của hiểu nguyệt các để dùng xem tình huống sau khi cậy miệng để quyết định, không thể lưu lại được thì cứ giải quyết. Sợ là chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả mà chúng ta không muốn thấy nhất. Viên cương hiểu ý của hắn, nếu thật là người của phiêu miểu các, vậy thì phiền phức rồi. Bách Lý Yết hoàn toàn không cần sợ thứ gì, có bắt cậy miệng cũng không thể trả về. Có bối cảnh cao như thế, khổ thần đan cũng không khống chế nổi. Nếu Bách Lý Yết không thể quay về, sợ là tất cả mục tiêu mà Bách Lý Yết đang theo dõi cũng phải ngã như nấm mốc đã từng có tiền lệ này, phiêu miếu các thả giết nhầm chứ không bỏ sót, giết như giết kiến hôi, hoàn toàn chẳng cần nói đạo lý. Nhưng ngươi lại không thể không điều tra rõ ràng, người phụ trách tình báo trụ cột của Mao Lư Sơn Trang xảy ra vấn đề, vạn nhất không phải phiêu miếu các thì sao, sao có thể tùy ý để thế lực đối địch càn rỡ. Nếu là trước đó, cùng lắm thì trực tiếp giao việc này cho công tôn bố xử lý. Nhưng hôm nay, ông ta lại liên lụy vào chuyện đột phá của Vân Cơ. Hai chuyện này đều liên quan đến Bách Lý Yết. Vì thế, khi giải quyết chuyện vân cơ không được để xảy ra sơ hở. Viên cương do dự một chút rồi nói, ta sẽ cố hết sức, nếu thực sự không được, cũng không ngại làm vài chuyện với công tôn bố. Như Hữu đạo nói, nếu thật sự là phiêu miếu các, người cảm thấy công tôn bố dám phản ta, hay là dám phản phiêu miếu các. Viên cương im lặng, mười ngón tay đang đặt lên chuôi kiếm nhúc nhích, như Hữu đạo chậm rãi nói, nếu thật sự không được, chúng ta không thể tùy tiện động vào bách lý yết. Một khi động, nhất định phải khống chế được gã thành chủ thành trích tinh toa huyễn lệ và các chủ băng tuyết khác, người hãy bỏ ra chút sức nghiên cứu một chút, xem buộc bên nào là phù hợp. Chỉ cần đắc thủ, bất luận động công tôn bố hay là bách lý yết đều không thành vấn đề. Viên cương cúi đầu, hắn ra hiểu rất rõ nghiêu hữu đạo, biết hắn ép buộc hai người này là có ý đồ gì, biện pháp thế này đạo gia cũng đã từng sử dụng, rất dơ bẩn và đen tối. Đây không phải chuyện hắn ta muốn làm, viên cương trầm ngâm nói, đạo gia, hai người bọn họ vô tội. Mỗi khi như thế này, hắn ta sẽ nhớ lại một thân phận khác của đạo gia kiêu hùng trong giới xã hội đen. Vô tội, như hữu đạo bước tới trước mặt hắn ta, hỏi, vô tội ở đâu? Có lẽ, nói một cách tương đối thì là vô tội, nhưng lập trường của họ không thể thay đổi, có bao nhiêu người đã chết chỉ vì một câu của hai người, hoặc chỉ vì hai người họ không vui mà chết. Vô tội sao, nếu họ là nữ tử nhà lành, khẳng định ta sẽ không động đến họ. Hầu tử, trước mắt ta có hai lựa chọn, ép buộc hai người họ, hay là bán người nhà mình, người chọn giúp ta. chương 916, kẻ vọng độc, chết. Vân cơ tính là người nhà sao? Vân hoan có xem ngài là người một nhà sao? Như hữu đạo nói rõ ý nghĩa của việc mạo hiểm, một người có thể trở thành cao thủ nguyên anh kỳ. Viên cương trầm mặc không nói gì. Hắn ta hiểu đạo gia nhìn xa hơn mình, nhưng làm vậy, thực sự hắn ta rất khó chấp nhận. Thấy hắn ta không nói gì, như hữu đạo ép hỏi, người cũng hiểu rõ thế cục thế nào, ta cũng sẽ không bức ngươi làm hay không. Ta có thể để hồng nương đi lo liệu, nhưng mặt này thì gan bà ta không đủ lớn, cũng không có được kinh nghiệm như ngươi. Để quản phương nghi đi lo liệu việc này, đừng nói là nghiêu hữu đạo, ngay cả viên cương cũng không yên tâm, cuối cùng, hắn ta đành dầu dĩ nói, nếu không phải ta làm thì bảo công tôn bố đi làm đi, ổn thỏa hơn là bách lý yết. Nghiêu hữu đạo không chút do dự mà bác bỏ, hoặc là không làm, đã làm thì tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nhất định phải tối đa hóa lợi ích, việc khống chế được bách lý yết có thể phát huy tác dụng càng lớn hơn. Viên cương đã hiểu một khi động vào hai nữ nhân kia, sẽ ra tay với Bách Lý Hiết. Đưa cho ta một bản kế hoạch chặt chẽ chu đáo khả thi. Nghiêu Hữu đạo vỗ vỗ bả vai hắn ta, sau đó, chống kiếm xoay người, mở cửa, đi ra. Trong những ngày sau đó, Nghiêu Hữu đạo tập trung lưu ý tin tức các ngả, thu thập tin tình báo từ các phương, chú ý tới sự thay đổi của thế cục. Rõ ràng các nước khác đều không thể đứng ngoài cuộc với thế cục nước Yến, gần như đều quấn vào đó cả. Được tấn, về ủng hộ, hai nước Hàn, Tống muốn dung chuyển nước Yến cũng khá khó khăn. Hai nước Hàn, Tống phái tới rất nhiều tu sĩ ủng hộ phản quân Thương Châu. Ba nước phía Tây cũng phái tới nhiều tu sĩ đối kháng, để cho ba đại phái của nước Yến có thể rảnh tay toàn lực hiệp trợ đại quân nước Yến tập kết ở biên cảnh phòng ngự Hàn Tống, khiến cho hai nước Hàn Tống không dám tùy tiện vượt xâm nhập. Rằng co vẫn ở trong nội bộ nước Yến, một khi nội bộ nước Yến sụp đổ triệt để, đại quân nước Yến tập trung ở biên cảnh không cần đánh cũng sẽ tự bại. Để đánh bại đối phương, Chiến trường kéo dài tới tận bên ngoài các nước khác. Hàn Tống phái tu sĩ tập kích đội tàu ba nước phía tây chi viện cho nước Yến, muốn phá hủy nguồn cung đại quân cho nước Yến. Tu sĩ ba nước hợp lực hộ vệ, Hàn Tống cũng cung cấp rất nhiều tài nguyên cho phản quân Thương Châu, nhưng biên cảnh bị triều đình nước Yến tập trung rất nhiều nhân mã phong tỏa, nên không thể không vận chuyển theo đường biển. Bởi vậy, đến mà không trả lễ thì không phải, tu sĩ ba nước phía tây cũng phái người tập kích đội tàu của hai nước Hàn Tống. Song phương đại chiến trên biển, người tới ta đi đánh giết không ngừng không biết máu của bao nhiêu tu sĩ nhuộm đỏ biển xanh nước triệu phát tài tất cả vật tư vận chuyển đến nước yến muốn đi đường biển đều phải qua hải vực nước triệu đi đường bộ cũng phải qua địa bàn nước triệu muốn nước triệu không tham gia không cho chút lợi ích làm sao được nước triệu giờ công phu sư tử ngoạm tất cả vật tư đi qua địa bàn nước triệu đều phải để lại một nửa cuối cùng dưới áp lực của ba nước phía tây nước triệu đành nhả ra chỉ cần ba phần nước triệu không cần làm gì cũng có thể thu 3 phần 10 lương thực, binh khí và chiến mã vận đến nước Yến, thực sự trên đời không có con đường nào phát tài nhanh hơn con đường này nữa. Trong phiêu miếu các, một đoàn người chia làm 3 phái, một phái trung lập không lên tiếng, hai phái khác nhau nhau cãi nhau túi bụi. Phiêu miếu các mở một mắt nhắm một mắt, không có kết luận. Trước mộ hắc mẫu đơn, như hữu đạo trống kiếm nhắm mắt đứng lặng lẽ. Công tôn bố đi vào, đưa một bản tin tình báo lên, đạo ra, đây là tập hợp chiến cục, nghiêu hữu đạo không định nhận lấy nhắm mắt trầm chậm, chậm hỏi đoàn viện quân đầu tiên của triều đình đã tới tình hình chiến đấu có biến hóa gì không công tôn bố thở dài đoàn viện quân đầu tiên đánh một trận liền bại không phải đối thủ của phản quân nghiêu hữu đạo mở mắt nghiêng đầu nhìn phản quân có bao nhiêu người làm sao mà mới đánh một trận đã bại rồi đạo gia thế cục rất loạn căn cứ vào tin tức chuyển đến chiến loạn xảy ra khắp nơi đều là lưu dân vì không có gì ăn nên không biết đã có bao nhiêu người tụ tập làm phỉ đánh cướp không giống chúng ta cách xa ba nước phía Tây, Nguyên Châu rất gần với nước Tống, phản quân Thương Châu toàn lực đả thông đường biển Nguyên Châu, chiếm được rất nhiều vật tư từ hai nước Hàn Tống vận chuyển đến. Có được nhiều lương thực trong tay, Ngô Công Lĩnh kêu gọi Lưu Khấu Tơi gia nhập. Để có thể nhét đầy bụng, rất nhiều Lưu Khấu tới tìm nơi nương tựa, chỉ trong một thời gian ngắn, Ngô Công Lĩnh lại tăng thêm trăm vạn người. Chỉ cần có Lưu Dân đói bụng, y sẽ không thiếu nguồn mộ lính, một đường lấy chiến làm đích.